Chương 51, bí ẩn thì càng thú vị. Vương Lam ứng quả thực là người có năng lực, ông ta lăn lộn ở quan trường bao năm, chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng chính vì vậy mà ông ta vẫn xem như là người có tâm nhất. Chính vì vậy Hồ Cửu cũng không ngại bảo vệ ông ta tốt một chút, huống hồ kẻ đối đầu với ông ta lần này thực lực quá mạnh, e rằng Vương Lam ứng khó mà ứng phó được. Dương Minh Thành bên kia ông cũng nên đề phòng, Hồ Cửu nhắc nhở. Cậu ấy còn trẻ cũng có chút thực lực. Vương Lam ứng cảm thán đánh giá. Hồ Cửu nhìn ông ta cảm thấy người này cũng tốt, quả là không vì quyền lực mà đánh giá thấp người khác. Lăn lộn bao năm, tôi cũng không cần dạy ông cách đề phòng người. Nhưng mà ông nên cẩn thận hơn. Ngoài hữu thủ ra, đừng tin ai." Hồ Cửu nhắc nhở, Vương Lam ứng gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. "Có việc cần cứ liên hệ hữu thủ." Hồ Cửu đi ra đến cửa thì dừng lại nói thêm, "Tôi đã biết, cảm ơn ngài." Vương Lam ứng khách khí đáp lời. Hồ Cửu cùng hữu thủ đi ra ngoài, anh đã cảm ứng được một chút gì đó hắc ám ở đây. Nhìn bốn bề đều là văn phòng đang làm việc, Hồ Cửu cảm nhận rõ có người đang làm gì đó mới toát ra luồng sát khí đen tối này. Lần theo manh mối, Hồ Cửu đứng trước phòng phó chủ tịch thành phố. Dương Minh Thành, Hồ Cửu nhếch miệng cười. Thú vị rồi đấy, anh chậm rãi gõ cửa. Bên trong vẫn không hề có động tính gì, dường như là không có ai, nhưng Hồ Cửu cảm nhận rõ ràng nhất audio điện tử võ tấn bền. Sát khi này chính là khí tức ở trận pháp hai khu biệt thự kia, cũng có thể nói Hoàng Đàn cùng Dương Minh Thành này quan hệ mật thiết. Hồ Cửu lại lần nữa gõ cửa, nhưng bên trong vẫn im lặng không động tính. Anh thừa biết bọn họ đang ở bên trong, vì sao ư? Người này đang dùng trận pháp ở đây, nếu Hồ Cửu đoán không sai thì trận pháp này nhằm mục đích muốn hỗ trợ cho Dương Minh Thành. Hay lắm, tôi không ngờ ở thành phố gia này lại ẩn được nhiều tàng long như vậy. Hồ Cửu nhếch mép cười, Hữu thủ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghi hoặc nhìn Hồ Cửu. Ý anh là? Hữu thủ hỏi. Quay lại phòng của Vương Lam ứng, Hồ Cửu dứt khoát quay lại phòng chủ tịch, khi đến phòng chủ tịch, Hồ Cửu đi thẳng vào trong cũng không kịp gõ cửa, Vương Lam ứng thấy Hồ Cửu quay lại thì hơi khó hiểu. "Chiến thần, ngài còn có việc sao?" Ông ta lên tiếng hỏi. "Mượn phòng của ông một chút." Hồ Cửu đơn giản nói. Vừa dứt lời, Hữu thủ kéo ông ta qua một bên, hồ cửu thì cởi áo khoác lấy ra trong người một chất bột gì đó màu trắng giải thành vòng tròn sau đó kết thủ ấn niệm một câu gì đó tuy nhìn giống như các đạo sĩ thời xưa múa máy nhưng một lát sau trong phòng chủ tịch lại nổi lên từng đám khói đen sau khi từng đợt khói đen tản đi thì ánh sáng màu vàng lại trụ đến bốn góc phòng hồ cửu mỉm cười lấy ra một quả cầu thạch anh ở trên kệ sách gần đó đặt ở vị trí bàn của chủ tịch thành phố sau đó lại dùng hàng loạt thủ pháp như đang điểm ấn gì vào quả cầu kia vừa làm xong hồ cửu hơi toát chút mồ hôi mỉm cười đắc ý chủ tịch vương ông xem ông vừa mới đến đã có người chờ không nổi rồi anh cười nói như không có gì ý ngài là xin ngài chỉ điểm vương làm ứng thấy một màn vừa rồi cũng có chút kinh hãi hiếu thủ nhìn hành động vừa rồi của hồ cửu cũng hiểu ra đây là có người muốn dùng thuật thắng yếm để hạ bệ chủ tịch vương nhưng cụ thể thế nào thì anh ta cũng không rõ, vẻ mặt mong chờ Hồ Cửu giải thích. Dương Minh Thành kia có vẻ không chờ nổi nữa rồi. Hồ Cửu thu lại áo khoác, ý ngài là, cậu ta dở trò quỷ. Vương Lam ứng nghi ngờ hỏi. Trong căn phòng này tôi đã thiết lập trận pháp bảo vệ, nếu như cảm thấy bản thân gặp xui xẻo quá nhiều cứ về căn phòng này, đừng di chuyển quả cầu kia. Anh dặn dò, chiến thần, Dương Minh Thành kia thì sao? Hữu thủ thắc mắc. Hồ Cửu nhìn về phía cửa, cảm thấy hắc ám tới gần, thuật hắc ám này chính là từ phía tây biên giới của Đông Uy. Xem ra hoàng đàn kia không chỉ học trận pháp từ hai lão giặc kia, mà còn từng tiếp xúc với bọn giặc phía tây kia. Mà Dương Minh Thành kia xem ra cũng chỉ là con tốt của hoàng đàn, nếu chỉ là vì lợi ích cá nhân thì anh còn có thể xem xét lại. Nếu là thông đồng với phía đối địch tổn hại lợi ích chung của đất nước, hồ cửu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cẩn thận, nghe theo hữu thủ là được, hồ cửu dặn dò rồi đi ra anh cũng không đến phòng Dương Minh Thành nữa, anh biết trận pháp của anh đã làm cho phía bên Dương Minh Thành phản phệ. Kiếu thủ cùng hồ cửu cứ thế lên xe rời đi. Còn phía bên này, Hoàng Đàn vừa vận chút ma trận để làm cho vận hạn của Vương Lam ứng gặp chút xui xẻo, nào ngờ đang thuận lợi lại có ai đó chặn lại, còn đánh ngược lại hắn. Mà trận pháp cùng khí lực lúc nãy hắn ta cảm nhận được giống như trận pháp lưu lại ở khu biệt thự kia. Thế nào rồi? Dương Minh Thành nhanh chóng hỏi. Trước mắt cậu cứ cẩn thận, Tôi sẽ tìm cậu sau." Hoàng đàn nhanh chóng đi ra khỏi phòng, hắn cũng không nói cho Dương Minh Thành biết bản thân thất bại, sẽ làm cho Dương Minh Thành không tin tưởng hắn. Mặt khác, hắn muốn xem là ai có bản lĩnh đến vậy. Chương 52, Hắc ám. Hoàng đàn dù nhanh chóng đuổi theo ra ngoài cũng không thể gặp được người mà hắn cần tìm. "Hừ, tôi không tin không thể tìm ra." Hoàng đàn tự nói. Hắn cũng chợt nhớ đến vừa rồi phản phệ e rằng sắp tới Dương Minh Thành sẽ không được như ý như trước. Mà hắn cũng không có cách nào khác, đành chờ lúc Dương Minh Thành tìm hắn sẽ tìm cứ vậy. Hoàng Tổng, lâu rồi không gặp ngài, giọng nói của một người đàn ông vô cùng cung kính vang lên. Hoàng Đàn nhíu mày, thực sự hắn không nhớ người trước mặt này. Anh là, Hoàng Đàn nghi hoặc hỏi. Tôi là Phúc Thái Lâm của Phúc Gia. Vừa rồi chúng tôi có dự án cùng ngài ký kết thành công hoàng tổng bận rộn không nhớ tôi là điều đương nhiên phúc thái lâm nịnh bỡ cười nói ở thành phố gia hoàng đàn cũng được xem như là một doanh nhân có tiếng tăm tài sản của hắn vô số kể chỉ là điều hắn muốn lại hơn so với khối tài sản đó chính vì vậy mà nhiều năm qua hắn rất ít giao thiệp với giới thượng lưu bên ngoài phúc thiếu gia khi khác có thời gian sẽ nói chuyện sau hoàng đàn cũng không muốn mất thời gian với chuyện vô nghĩa và người vô nghĩa hoàng tổng đi thong thả Phúc Thái Lâm khom người cười nịnh. Hoàng đàn lên xe đi xa, lúc này Phúc Hiếu mới ngẩng đầu ánh mắt khinh khi. Hừ, có gì hơn người chứ? Phúc Thái Lâm bực bội nói. Tối mai có tiệc từ thiện ở khu khách sạn Hoàng gia, Phúc Hiếu mang người ta theo với. Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ vang lên. Được, đi đi, cho em đi. Sau đó thì, ha 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 ha, Phúc Thái Lâm cười dâm dục nhìn body nuột nà của người phụ nữ kia. Hồ Cửu sau khi rời khỏi khu hành chính thì đi thẳng đến núi Hàng, Túc Chỉ cùng Hiếu Thủ cũng cùng đi với anh. "Lão Hắc, ông quá nhàn hạ rồi, Hồ Cửu vừa tới đã trêu chọc ông ta." Lão Hắc cùng lão Bạch còn đang đánh cờ thưởng trà, nên cũng không bận tâm Hồ Cửu. Lấy được trấn hồn tụ, lão Hắc không ngẩng đầu mà chỉ hỏi, "Còn chưa, anh ngồi xuống giành lấy trà của lão Hắc uống thoải mái." Ở đây Hồ Cửu mới cảm thấy ấm áp thoải mái như nhà mình, không chút phòng bị mệt mỏi nào. Lúc này Bạch Thố thấy Hồ Cửu cũng vui mừng không thôi. Hay anh Hồ ở lại ăn cơm đi, tôi cũng định nấu chút đồ." Bạch Thố chủ động mời Hồ Cửu, cũng được, anh thoải mái đồng ý. Đơn giản vì tối nay anh cũng không ăn cơm nhà, mà muốn cùng lão Hắc bàn chút chuyện, tên hoàng đàn kia có chút liên quan đến bọn giặc phía Tây, thủ pháp Hắc ám kia lại càng rõ ràng. Có một số chuyện cần hỏi rõ trước khi động thủ, dù sao biết địch biết ta thì cơ hội thắng mới cao được. "Được, anh Hồ thích ăn gì?" Tôi chuẩn bị, Bạch Thố nghe được Hồ Cửu đồng ý thì vui mừng ra mặt. Hai má cô đỏ lên vô cùng xinh đẹp. Ta cũng chưa thấy con lo lắng cho ta như thế đâu. Lão Bạch ngước lên nhìn Bạch Thố rồi lại tiếp tục ván cờ. Ông nội, người không có lương tâm. Con luôn tốt với người mà. Bạch Thố rậm chân rồi bỏ vào bếp. Ai ra con gái lớn khó giữ mà. Lão hát trêu gẹo lão Bạch. Sau đó ông quay sang phía hồ cửu, ánh mắt thâm thúy nhìn anh. Có chuyện thì nói, ngồi đó làm gì, còn tới đòi cơm, lão Hắc biết Hồ Cửu đến là có chuyện, không nuôi nổi hai tên kia, đến kiếm cơm còn không được. Hồ Cửu chỉ về Túc Chỉ cùng Hữu Thủ đang ngồi, hai người bị chỉ đến thì đen mặt. Chiến thần cùng lão chiến thần nha, hai người đừng đưa chúng tôi vào có được không hả? Bữa cơm ăn cũng không dễ dàng nha. Hừ, còn cần cậu nuôi sao? Lão Hắc hừ lạnh khinh thường, hoàng đàn kia có liên quan gì với bọn man di phía tây sao? Hồ Cửu cũng hỏi thẳng vấn đề. Phía Tây, Lão Bạch chợt dừng lại. Hắn có thể dùng trận pháp hắc ám, mà trận pháp cùng linh khí đen tối kia chỉ có ở phía Tây, còn là của bí truyền. Hồ Cửu nói chuyện quan trọng nhưng vẻ mặt lại như không có gì. Làm sao có thể, trận pháp hắc ám kia từ lâu đã bị bọn người tộc phương Tây mang đi, cũng không nghe nói có truyền nhân. Lão Hắc cảm thấy có chút khó hiểu, trước kia Hoàng Đàn từng tiếp xúc với ai. Hồ Cửu suy nghĩ hỏi Lão Bạch, Nhất thời Lão Bạch suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hoàng đàn từ khi giam bọn họ cũng chưa từng thấy trên người có khí tức hắc ám. Còn lúc trước cũng chỉ ở tại Bạch gia học tập, cũng không có, nếu hắn có tiếp xúc hẳn ta sẽ nhận ra. Nhưng suốt nhiều năm cũng chưa từng thấy khí tức hắc ám trên người hắn. Lão Bạch lắc đầu, cảm thấy không thể có chuyện này. Nói như vậy hắn có liên hệ với bọn người kia. Mà bọn họ cũng trà trộn vào đông uy rồi. Hồ Cửu cảm thấy những người kia có âm mưu gì đó nếu là tộc man di phía tây vào đây thì chắc chắn là có mưu đồ xấu bọn họ trước giờ chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm vùng đất tây kỳ kia lão hát nhớ lại trận chiến khốc liệt từ mấy chục năm trước hừ vào đông uy thì nên tiếp đãi cho phải phép hồ cửu hư lạnh túc trì hạ lệnh xuống báo cáo tình hình tộc man di lên trung ương còn có cho người điều tra về bọn họ đi hồ cửu ra lệnh vâng túc trì nhận mệnh nhanh chóng rời đi chấn tụ hồn kia nên lấy lại càng sớm càng tốt, nếu hắn tìm ra kho bảo vật kia, e là, lão bạch có chút lo sợ. chương 53, chấn hồn tụ. Hồ Cửu cảm thấy chuyện này không đơn giản, hoàng đàn kia không có chút sát thương với anh. Nhưng chuyện có liên quan đến tộc Man Di ở phía tây biên giới kia lại là chuyện khác. Được, chấn hồn tụ sẽ nhanh thu hồi, Hồ Cửu nói. Làm được hãy nói, lão hắc liếc Hồ Cửu rồi khích tướng. Nhìn dáng vẻ này hai người một già một trẻ kia có lẽ phải là Oan gia mới đúng, sao có thể là sư đồ được chứ? Trước giờ tôi có làm ông thất vọng sao?" Hồ Cửu đáp trả. Bạch Thố lúc này cũng đã chuẩn bị cơm xong liền đến mời mọi người dùng cơm. "Anh Hồ có thể ăn rồi. Mọi người cùng vào ăn thôi." Lão Hắc cùng lão Bạch nhìn nhau lắc đầu, đây là loại đãi ngộ gì chứ? Rõ ràng họ lớn tuổi, trưởng bối, mà lại mời một thằng nhãi trước sao? bạch thố biết mình thất lễ nên cúi đầu không dám ngẩng lên hai người không nên chấp người trẻ nha cô ấy cũng không cố ý hồ cửu cũng chỉ đơn giản muốn ăn cơm thôi bạch thố dù sao cũng là cô gái trẻ ở với mấy lão già này cũng là thiệt thòi hồ cửu nghĩ tới lục thạc cũng thông cảm cho bạch thố đây đây đi ăn cơm thôi lát nữa lại không có cơm lão hắc liếc mắt nhìn hồ cửu rồi nói mỹ họa đâu rồi lão bạch hỏi mẹ đang không tiện xuống mọi người cứ ăn trước con đã để phần cho mẹ rồi bạch thố đáp lời anh hồ cảm ơn anh hôm đó cứu giúp chúng tôi anh ăn miếng sườn này đi vừa nói bạch thố gắp một miếng bỏ vào chén anh cảm ơn hồ cửu cũng không từ chối bạch cư nhìn thấy màn này cũng biết tâm ý cháu gái nếu như cháu ông có thể lấy được người như hồ cửu cũng là chuyện tốt chỉ là người như anh luôn có chủ kiến và lại theo như anh nói đã có vợ rồi chuyện này khó càng thêm khó Thôi thì vạn sự tùy duyên, lão Bạch cũng không nhìn nữa mà tập trung ăn cơm. Anh Hồ, tôi có thể đi cùng anh không? Bạch Thố cúi đầu hỏi, lão Hắc cùng lão Bạch đều sạc cơm. Đây gọi là gì? Bạch Thố đối với Hoàng Đàn đều là một bộ không thèm để mắt. Với người khác thì ngây thơ hiền lạnh, bây giờ cô đối với Hồ Cửu lại mạnh dạn như vậy. Hai lão già nhìn nhau, cũng đồng thời nhìn Hồ Cửu, họ cũng muốn biết Hồ Cửu sẽ xử lý thế nào. Không thể, Hồ Cửu vừa ăn vừa dứt khoát nói sao vậy bạch thố tròn mắt nhìn anh tôi đang ở với vợ em không thể theo tôi hồ cửu kiên quyết vợ anh không vui sao bạch thố vẫn hỏi lão hắc triệt để buông đúa ông cảm thấy chuyện này còn thú vị hơn ăn cơm nha lão bạch thị sốt ruột nhìn theo cũng không rõ nhưng có lẽ cô ấy cũng không nhỏ mọn chỉ là nhà không có đủ chỗ để ở hình như nhà chỉ có ba phòng thôi hồ cửu vừa nói vừa suy nghĩ không sao em chỉ cần theo anh bạch thố kiên quyết lão bạch muốn ngăn cản thì lão hắc kéo tay lão bạch cảm thấy chuyện này cũng không phải không tốt vẫn là không nên hồ cửu cũng nhẹ nhàng nói anh không phải không biết bạch thố là đang có cảm tình với anh nhưng anh nghĩ đó chỉ là nhất thời vì anh cứu cô mà thôi bạch thố cũng rất đáng thương trong lòng anh có chút đồng cảm xong bữa cơm hồ cửu cũng rời khỏi núi hàng tuy là oan gia nhưng anh cũng không quên nhắc lão hắc cẩn thận khi bị mất chấn hồn tụ có nhiều khả năng hoàng đàn sẽ đến tìm ông. Hữu thủ, điều tra hoàng đàn thế nào? Hồ cửu hỏi, ngoài những thông tin trước đó thì liên quan đến tộc man di phía Tây vẫn chưa có manh mối. Hơn nữa hoàng đàn này có tiếng tăm trong giới bất động sản, cũng là doanh nhân tiêu biểu. Có thể xem là người có năng lực, hữu thủ báo cáo, bọn người lão thương và lão chưa thế nào rồi. Anh tiếp tục hỏi, bọn họ nhanh chóng càn quét, hiện tại hầu hết địa bàn ở thành phố ra đều thuộc quản lý của họ hiếu thủ vẫn tỉ mỉ báo cáo hồ cửu suy nghĩ gì đó chợt lóe lên nói với họ đưa người tới kiếm chuyện làm phiền các sản nghiệp của hoàng đàn đi anh nhếch miệng cười vâng hiếu thủ đáp lời sau đó ngập ngừng nói tiếp thanh ngũ cùng lý huy bên kia xử trí thế nào ừm ngày mai đưa họ đến gặp tôi hồ cử như đã có sắp xếp bụp cả hai quay lại thái độ vô cùng đề phòng ai là em bạch thố hữu thủ cùng hồ cửu đều bất ngờ sao em lại ở đây hồ cửu day day chán hỏi anh không cho em đi em đành tự đi bạch thố gương mặt xinh đẹp dáng vẻ thuần khiết đến cả hữu thủ nhìn thấy cũng đỏ mặt hồ cửu cũng không biết làm sao với cô thật ra cô rất ngây thơ bị người giam giữ không tiếp xúc với ai giờ lại ở cùng lão già chán ngán kia bạch thố muốn đi cũng là lẽ đương nhiên hiện tại hoàng đàn sẽ tìm em quá nguy hiểm Hồ Cửu nói xong lại quay ra với Hữu Thủ, lát nữa đưa Bạch Tiểu thư về núi Hàng. "Anh lo cho em." Gương mặt Bạch Thố lộ lên vẻ mong chờ. Hồ Cửu muốn giải quyết ổn thỏa việc này, cũng không muốn thêm phiền phức liền nói, "Đúng, tạm quay về núi Hàng, chờ xong việc anh sẽ đón em xuống đây nhé." Với Bạch Thố thì Hồ Cửu cũng hết cách, anh nói phải giữ lời. Bạch Thố vui vẻ đồng ý. "Được, anh nhanh chóng đáp lời." Quả thực Hoàng đàn vẫn đang tìm kiếm cô nếu Bạch Thố xuất hẹn e rằng hắn sẽ tra ra. chương 54, vô dụng. Nhưng nếu sự việc êm xuôi như vậy thì Hồ Cửu đã không phải lo lắng rồi. Vừa lúc Hồ Cửu về đến biệt thự, cũng là chạm mặt lục thạc vừa về, điều làm anh khó đoán hơn là Bạch Thố vậy mà từ xe đi ra. Đây là, lục thạc cảm thấy hơi có chút bất ngờ. Đây là vợ anh Hồ sao? Thật đẹp nha, Bạch Thố ngây ngô hỏi. Lục Thạc nhìn thấy cô gái kia vô cùng xinh đẹp, Dáng vẻ linh động, lại cảm thấy tính cách vui tươi. Cô cũng không rõ bản thân có tư vị gì, Bạch Thố là con của một người quen. Hồ Cửu đây cũng xem là nói thật, "Chào chị dâu, em là Bạch Thố." Vẻ vui tươi của Bạch Thố cũng không làm cho Lục Thạc trở nên nhẹ nhõm hơn. "Vào nhà đi đã." Lục Thạc mở lại, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Hồ Cửu cảm nhận được Lục Thạc không vui, ra hiệu cho Hữu Thủ nhanh đưa Bạch Thố đi. Anh cũng chưa lường được hậu quả thế này chợt hữu thủ nói nhỏ gì vào tai hồ cửu. Vẻ mặt hồ cửu hơi căng thẳng, có lẽ anh là một chiến thần vang danh khắp trốn, quyết đoán từng chuyện. Chỉ có trước vợ mình, anh mới thấy lúng túng. Hữu thủ đưa cô Bạch về đi, hồ cửu nhanh chóng nói. Hồ cửu hơi trột dạ, lúc trước còn cho rằng lục thạc sẽ không để tâm, xem ra biểu hiện kia có vẻ không ổn. Chào chị dâu, chào anh Hồ, em đi. Bạch Thố cũng cảm nhận được không khí có chúng ngượng ngùng nên cũng chủ động đi với hữu thủ sau khi hai người đi khỏi cửa lục thạc cũng không biểu hiện gì lớn cứ như không có chuyện gì xảy ra vợ à anh không cố ý kia cô ấy cũng chỉ là một cô bé hồ cửu cũng không biết phải thanh minh thế nào đó là chuyện của anh bao năm anh đi tôi một mình ở đây đều duy nhất anh làm được là có chút ân với chiến thần điều tôi nên cảm ơn anh có lẽ là anh kéo tôi cùng cha khỏi lục ra lục thạc cảm thấy bao nhiêu uất ức đều dồn nén bao lâu bộc phát anh xem ngoài hàng ngày chạy ngoài kia làm chuyện không đâu anh có làm gì cho cái nhà này không hay anh vẫn chỉ dựa vào chút ân tình kia rồi vinh váo anh có gì khác được không hả lục thạc vô cùng tức giận hồ cửu cảm thấy lục thạc hiểu lầm anh quá nặng nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu anh luôn bảo vệ em anh thực sự chỉ muốn em cùng cha vui vẻ hạnh phúc anh chân thành nói bảo vệ đúng điều anh làm tôi vui nhất là mạnh mẽ kéo tôi khỏi lục ra nhưng sau đó thì sao nếu anh không cố gắng thì chút ân tình kia cũng sẽ tiêu hết lúc đó anh lại bỏ đi sao cô thực sự bất lực lúc trước anh không hề vô dụng như thế này lúc trước anh không vô dụng như thế này lục thạc thất vọng bỏ lên phòng hồ cửu trầm ngâm một chút vợ anh không tin anh cũng không hiểu anh những gì anh làm đều muốn tốt cho cô mà thôi lúc này chuông điện thoại reo lên chiến thần ban chính chỉ muốn ngài hiểu rõ không sử dụng quyền lợi chiến thần vào những lợi ích chính trị, kể cả là tộc Man di phía tây. Trừ khi ở chiến trường biên giới, nếu không thì không cần để tâm." Giọng nói trầm cùng cẩn thận của đầu dây bên kia làm cho Hồ Cửu nhíu mày. "Được thôi, nói với họ, tôi không quan tâm." Hồ Cửu nói xong thì cúp máy. "Được lắm, một đám vì lợi ích cá nhân, nếu không thể dùng danh chiến thần thì anh sẽ xây dựng một đế chế riêng của mình." chiến thần dù có bao nhiêu quyền lực cũng sẽ bị hạn chế vẫn là một người tự do thôi lục thạc nói đúng anh cũng nên lập ra cho mình một cái gì đó riêng dù sao thì đến lúc họ không cần anh thì có hàng trăm cách để loại bỏ anh cũng như chuyện anh bị hãm hại nhiều năm trước hồ cửu gửi thông báo đi tập hợp hữu thủ cùng những người khác ở núi hàng ngày mai anh sẽ tiến hành nhanh việc này lúc trước anh còn kéo dài vì phân vân với lựa chọn này bây giờ thì tốt rồi họ giúp anh không cần phân vân nữa phía bên này hoàng đàn cũng nhận được tin phát hiện một người giống bạch thố xuất hiện ở khu biệt thự long thăng long thăng có xác định hoàng đàn nhíu mày chỉ là có người thấy thoáng qua cũng không chắc lắm ạ tên thuộc hạ cúi đầu thấp nhất có thể đi nhanh hoàng đàn vội vàng đi ra ngoài đến khu long thăng tất cả đều kiểm tra một lượt không hề thấy gì cả có lẽ nhìn nhầm ạ một đàn em cúi đầu không dám nói to hừ lần sau theo sát, tha nhầm còn hơn sót. Hoàng đàn hừ lạnh, vừa lúc này, hồ cửu cũng ra khỏi cửa đi đến khu ra vào long thăng, vô tình hoàng đàn cùng hồ cửu giáp mặt nhau. Hồ cửu cảm nhận được chút linh khí hắc ám trên người hoàng đàn, nhíu mày sâu hơn. Mà ngay lúc này hoàng đàn cũng cảm nhận được trên người hồ cửu có gì đó là lạ, chỉ là hắn cũng không nhìn ra được gì. Bên này hồ cửu rời đi trên miệng mỉm cười bí ẩn, hoàng đàn cũng nhìn thấy nụ cười đó, cảm thấy có gì đó không chân thật điều tra người kia cho tôi để cẩn thận vẫn là điều tra cho tôi hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm từ hồ cửu chỉ là hắn không rõ tại sao sự đề phòng của hắn chưa bao giờ sai lục thạc lẽ ra đã từ chối dự tiệc từ thiện vào tối nay nhưng cô cảm thấy mình không đáng phải vì người chồng vô trách nhiệm như thế cô gọi cho hào danh đạt tôi đổi ý rồi tối nay tôi dự tiệc từ thiện lục thạc đổi ý được tôi còn có việc sẽ có xe đến đón cô Hào Tổng thoải mái trả lời, như đang nghĩ gì đó, Hào Tổng nói tiếp, cô cũng có thể dẫn theo anh Hồ. Dù sao tiệc như thế này cô vẫn nên để chồng mình đi cùng. Chuyện này nói sau, chưa chắc anh ấy sẽ đi. Lục Thạc thoái thác, tùy cô vậy, hẹn gặp tối nay. Nói xong Hào Tổng cúp máy. Chương 55, tiệc từ thiện. Hồ Cửu nhanh chóng đến căn cứ của Túc Trì, ở đây hữu thủ đã chờ sẵn. Túc Trì cũng đã chuẩn bị một phòng bí mật cho bọn họ. Còn có hai người đang quỳ chờ xử lý. Đó là Lý Huy cùng Thanh Ngũ, bọn họ bị đưa tới đây được vài ngày, tuy nhiên ngoài giam lỏng thì mọi tiện nghi vẫn đầy đủ. Trong lòng bọn họ vô cùng hoang mang, tàn nhẫn nhất chính là biết bản thân sẽ bị trừng phạt nhưng lại không biết khi nào sẽ bị đem ra xét xử, cảm giác này vô cùng kinh khủng với họ, bức họ muốn điên rồi. "Chiến, thân, tôi, Thanh Ngũ tiểu tụy đi rất nhiều, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng hiếm có." Lý Huy vẫn như thế nhìn theo ông biết bản thân làm sai bao nhiêu, rơi vào tay chiến thần cũng không thể làm gì khác. Chỉ có cách thành thật nhận hết tội lỗi mong được khoan hồng. Chưa kể ông ta đã nghe nói, ở thành phố ra đã có vị chủ tịch thành phố mới đến nhận chức. Các vị ở cương vị cao cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Hồ Cửu cũng không ngồi vào ghế mà đứng trước mặt họ. Túc chỉ có chút khó hiểu. Không, không có, Lý Huy cẩn thận trả lời. Trái với Lý Huy, thanh ngũ xuất thân quân nhân, hắn biết chiến thần hỏi như vậy là thực sự muốn biết sự thật người ở trong quân ngũ thì không bao giờ cầu kỳ ẩn ý khó hiểu thưa chiến thần tôi cảm thấy thực sự áp lực trên có cấp trên dưới có binh lính theo chân ở ngoài kia còn tác động nhiều phía đôi khi vẫn là thân bất do so kỳ thanh ngũ quỳ thẳng lưng cúi đầu đáp lý huy hơi khó tin nhìn thanh ngũ chẳng phải bây giờ nên biết ăn năn sao nếu nói toạc ra như thế thì hậu quả chiến thần sẽ tức giận vậy thì càng không ổn Vậy theo cậu, ra nông nỗi như bây giờ là do cái gọi là áp lực và hoàn cảnh. Hồ cửu nhíu mày nhưng ánh mắt lại không hề tức giận. Thưa chiến thần, tôi sai rồi. Tôi có lựa chọn, chỉ là tôi chọn điều có lợi cho bản thân, nhưng không lợi cho người khác. Đó là sự ích kỷ, thanh ngũ thẳng thường tự nhận. Hồ cửu cảm thấy người này vẫn chưa đến mức không thể cải tạo nha, ít nhất cũng rất biết tình huống. Lý Huy, ông thấy thế nào? Hồ cửu chợt hỏi lão Lý. Tôi, tôi, Lý Huy hơi lúng túng, cũng không biết nên nói sao cho phải. Hồ Cửu cũng không rong dài nữa mà mà nói ra mục đích của mình. Các người đã phạm sai lầm không nhỏ, cũng không thể quay lại được. Nhưng mà, tôi biết rõ hai người cũng không tới nỗi nào. Nếu các người đầu quân cho tôi, thì trước mắt tôi không đảm bảo sẽ an toàn, nhưng tôi có thể đảm bảo về sau sẽ không ai dám động vào hai người. Anh nói rành mạch dứt khoát, đúng là hiện tại anh không thể đảm bảo họ an toàn được, điều anh cần là họ bán mạng cho anh, nhưng chỉ cần họ có thể sống qua cửa này, thì về sau vinh quang vô hạn. Tôi chưa hiểu ngũ thành cùng lý huy vô cùng khó hiểu. Lý huy ông làm chủ tịch cũng khổ rồi. Dương Minh Thành không đè ép ông sao? cấp trên không buộc ông làm những chuyện khó xử sao? Ông nhớ lại ngay từ đầu ông nhận chức vị này là có mong muốn gì? Hồ Cửu còn nhớ rõ lúc anh bị hại tới mức lưu lạc từng thấy qua Lý Huy thực sự lúc đó ông ta có hoài bão rất lớn, quyết tâm rất lớn. Ông ta cũng thay đổi được thành phố ra này, nếu không thì diện mạo bây giờ của thành phố này sẽ không thể nào tốt như vậy. Chuyện dị giới, chỉ là quan trường làm người ta từng bước khó đi, từng bước thỏa hiệp. Còn cậu, khi vào quân ngũ tôi nghĩ cậu cũng có những hoài bão riêng, nếu không làm sao từng bước một leo lên vị trí này. Anh cũng hiểu rõ quân nhân có bao nhiêu cực khổ, dù là con cháu nhà trâm anh thế phiệt thì khi vào quân ngũ đều chịu sự đối xử ngang hàng nếu không có khả năng thì mãi mãi không là gì cả tôi cho các người một cơ hội cùng tôi xây dựng đế chế ngầm ở đó sẽ không bị chi phối bởi những thứ áp lực quyền trước kia nữa nhưng tất nhiên thế giới ngầm cũng có quy tắc riêng hồ cửu nói tới đây thì dừng lại các người có quyền lựa chọn tôi không ép anh nhấn mạnh con đường trước mặt với anh chỉ mới bắt đầu là một người có vị trí anh biết chiến thần phải làm gì, nhưng anh cũng bị ràng buộc bởi đám lão già trong ban chính trị kia. Chỉ là biên giới phía tây còn chưa yên ổn, nếu một ngày bình yên quay về, họ cũng không ngại gạt anh đi. Ý ngài là thành ngũ hơi nghi hoặc, tôi nói rồi, theo tôi hoặc các người có thể đi. Sự lựa chọn là ở các người. Hồ Cửu lúc này ngồi xuống, thoải mái một chút. Kiếu Thủ đứng bên cạnh cũng hiểu được ý của Hồ Cửu anh ta chủ động đến trước hồ cửu cúi đầu. Dù như thế nào tôi sẵn sàng theo ngài. Hiếu thủ biết rõ, hồ cửu đều có suy tính. Anh ta cũng thấy rõ ban chính trị bên kia có bao nhiêu độc quyền, họ chỉ cần hết giá trị lợi dụng thì quân nhân cũng sẽ bị chèn ép. Một đời tung hoành lại bị chèn ép như bao người phía trước, ai không muốn thì phải cúi người khom lưng chịu đựng cái gọi là liên minh lợi ích. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 56, mở một con đường mới hắc ám. Thanh Ngũ cùng Lý Huy nhìn nhau, cảm thấy chuyện đi theo một người như vị chiến thần này cũng không thiệt thòi gì. Chỉ là Lý Huy cảm thấy bản thân nếu đi con đường kia thì chả khác nào lão thương cùng lão chư, ông ta có chút không cam lòng. Chiến thần, vậy tôi sẽ khác gì bọn người lão thương? Lý Huy cũng không còn gì để mất, mạnh dạn hỏi. Ông nghĩ bọn họ đáng được gọi là gì? Tôi muốn là thâu tóm tất cả, quyền lực có thể gây áp lực đến ban chính trị, chứ không phải là một đám lâu la hồ cửu nhìn lý huy có chút thất vọng lão lý một thân khí phách khi trước giường như bị lợi lạc mài mòn mọi thứ có khi nào lại sợ trước sợ sau vậy chứ thanh ngũ cảm giác như mình được sống lại như lúc ban đầu vào quân ngũ chiến thần thanh ngũ tôi nguyện theo ngài từ đây một lòng tuy ngài sai khiến anh ta quỳ một chân thể hiện lòng thành kính nhìn biểu hiện này lý huy cũng như được lan tỏa động lực có sợ không hồ cửu cười cười hỏi không thanh ngũ dứt khoát nói nguy hiểm trùng trùng có thể bán mạng cậu chấp nhận chứ hồ cửu tiếp tục hỏi từ khi thanh ngũ tôi trở thành quân nhân thì không còn cái gọi là sợ chết chỉ là có lẽ tôi đã bị đầu độc bởi những thói hư xấu kia ngài đã cho tôi cơ hội tôi nguyện tận lực vì ngài thanh ngũ đây là thật tâm mà nói danh sưng chiến thần vang dội khắp nơi là hình tượng cho các quan nhân noi theo cũng xem là tượng đài bất diệt trong lòng họ nay vị chiến thần ấy trước mặt anh ta Muốn anh ta theo ngài xây dựng một đế chế riêng, anh ta không có lý do từ chối. Lý Huy cảm nhận được ở người đàn ông trẻ tuổi này có một sự tin tưởng lạ thường, ông ta vô thức gật đầu quỳ theo thể hiện sự đồng ý. Hữu thủ, thu xếp cho họ đi. Hồ Cửu nhanh chóng đi ra ngoài. Chiến thần, Túc Trì chưa nói gì, Hữu thủ hơi ái ngại nhìn Túc Trì. Từ đầu cậu ta đã là người của tôi. Hồ Cửu cũng không quay đầu lại, Túc Trì mỉm cười nhìn Hữu thủ tỏ vẻ anh ta quá ngu ngốc khi hỏi câu kia cậu cười gì chứ, hữu thủ hơi thẹn, đẩy vai túc trì một cái. Các người sẽ được sắp xếp một thân phận mới, lực lượng thế lực cũng đã có sẵn. Các người chỉ làm theo lệnh là được, sau đó, hữu thủ sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm với các người. Túc trì nghiêm giọng nói với thanh ngũ cùng Lý Huy. Bên này, Túc trì cùng hữu thủ nhanh chóng xử lý mọi việc. Thì ở bên trong khách sạn Bạch Ngọc, nơi đang diễn ra buổi tiệc từ thiện do gia tộc Mộc Gia tổ chức. Thật ra từ nhiều năm trước, hàng năm mộc gia đều tổ chức buổi tiệc này dòng tiền này sẽ được gửi tới cho các trại trẻ mồ côi xem như là khuếch trương tên tuổi của mộc gia lục thạc cũng đã đến từ lúc mở tiệc cô diện một bộ váy đen đơn giản ôm sát body xẻ tà hơi cao tóc uốn gợn xóa một bên cảm giác thanh lịch không thiếu đi sự quyến rũ hào tổng anh không nói hôm nay các gia tộc lớn cũng đến tôi nghĩ sẽ như mọi khi lục thạc thì thầm hỏi hào danh đạt cô quá bận rồi cô không nhớ tin tức nhiều ngày trước tiểu thư Mộc Gia hôm nay sẽ tuyên bố kết hôn với vị hôn phu bí ẩn, đến giờ mọi người còn đồn đại không rõ vị hôn phu kia là công tử nhà nào. Hào danh đạt nhanh chóng nói tóm tắt tin tức mấy ngày qua. Quả thật lục thạc quá tận tâm vì công việc, cũng không để ý đến tin tức này. Nhắc đến tiểu thư Mộc Gia, trong đầu lục thạc bỗng hiện lên một cái tên là Mộc Thúy Lan. Không phải là Mộc Thúy Lan đó chứ? Lục thạc cũng ngờ ngợ hỏi. Mộc gia còn vị tiểu thư khác sao? Hào danh đặt nhìn gương mặt của lục thạc có chút khó hiểu. Ngôn tình tổng tài. Có gì sao? Hào danh đặt quan tâm hỏi. Không có gì, lục thạc cũng không tiện nói. Nhớ năm đó cô có qua lại vài lần với Mộc thúy lan, cũng vì cô ta là vị hôn thê của dung vị. Chỉ là dung vị còn ở tù, hôn ước kia cứ thế lỡ mất. Lục thạc có chút tiếc cho dung vị. Vị tiểu thư này, rất tình cờ nha. Hoàng đàn bỗng nhiên lên tiếng ngay cạnh lục thạc, cô hơi giật mình ngoái nhìn lại, chính là gã đàn ông hàng xóm khi trước. Chào anh, thật trùng hợp, lục thạc lịch sự đáp, có phải tôi nên gọi là lục tổng, hoàng đàn nhìn lục thạc có chút thâm ý khác. Sau hôm đó, hoàng đàn cẩn thận điều tra tất cả người trong khu biệt thự, mà thân phận lục thạc cùng chức vị cô đang có, kể cả năng lực của cô cũng gây được ấn tượng với hoàng đàn, nếu bạch thố mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn sự chiếm hữu thì lục thạc này lại làm cho hắn thấy muốn chinh phục dù sao lục thạc vừa xinh đẹp lại có năng lực đối với hắn luôn xa cách lại có chút phòng bị phải biết hoàng đàn hắn dù là ở đâu cũng có phụ nữ bám theo dù người kia có là nữ vương lạnh lùng cũng bị hắn làm tan chảy ngay cả bạch thố khi trước chưa bị giam cầm cũng thiếu chút xà vào lòng hắn nha cảm giác chinh phục trong hắn trổi dậy không dám anh cứ gọi bình thường là được rồi Lục Thạc thực sự cảm thấy người này có gì đó làm cô muốn tránh xa. "Chào anh, tôi là Hào Danh Đạt rất vui được gặp anh." Hào tổng cảm nhận được Lục Thạc không muốn nói chuyện với người kia, anh ta đưa tay cắt ngang Hoàng Đàn. "Hào tổng đúng không, đúng là gặp mặt lại càng vinh hạnh hơn." Hoàng Đàn cũng không để Hào Danh Đạt vào mắt, chỉ là một tập đoàn Sunny nho nhỏ, không vừa mắt hắn ta. Chương 57, hôn phu bí ẩn. Hào Danh Đạt cảm nhận được sự nguy hiểm trên người Hoàng Đàn cùng là đàn ông với nhau, ánh mắt kia của Hoàng Đàn chính là đánh giá cùng chiếm hữu. Tôi vẫn chưa được hân hạnh biết phương danh của anh, hào danh đạt cố ý chắn ngang tầm mắt Hoàng Đàn. Hoàng Đàn, hắn ta ngắn gọn đáp, cũng tỏ thái độ không coi trọng hào tổng. Hân hạnh, thì ra là Hoàng Tổng, hào danh đạt cũng cảm thán không thôi. Hoàng Tổng này vô cùng nổi tiếng nha, các khu dự án biệt thự cao cấp đều vào tay hắn ta. Còn cả mối quan hệ xung quanh hắn chỉ toàn giới chính trị gia, lại có người đồn hoàng tổng này có năng lực phi thường. Phải nói ở thành phố gia này, không ai không biết đến danh hoàng tổng, có thể xem như hoàng tổng này như rồng trong loài người. Lục tổng xem có nể mặt tôi, cùng ngồi với tôi chứ. Hoàng đàn bỏ qua hào danh đạt mà nói chuyện với lục thạc. Tôi hôm nay đi cùng hào tổng, lục thạc từ chối khéo hoàng đàn. Cô không có cảm giác an toàn với người đàn ông này, đều nói phụ nữ có giác quan thứ sáu quả không sai nha. Vậy tôi nên chờ thì hơn. Hoàng đàn cũng không ép sát quá mức. Chuyện đam mỹ. Hắn ta cũng hiểu nếu mới quen biết mà quá nhiệt tình cũng là một chuyện không tốt, làm cho đối phương sợ hãi. Chào các vị, chúng tôi rất vinh hạnh khi các vị đến dự buổi tiệc từ thiện của mộc gia chúng tôi. Giọng nói của người đàn ông trên khán đài thu hút mọi người. Người nói chính là Mộc Lãng, gia chủ Mộc Gia cũng là cha của Mộc Thúy Lan. Mọi người có mặt ở đây nếu không là hào môn thế gia cũng là người có địa vị xã hội họ chủ yếu là tò mò về vị hôn phu của mộc thúy lan vì trước giờ chưa từng nghe nói mộc tiểu thư có thông tin yêu đương qua lại với ai cả nghe đồn người kia có vẻ là người có địa vị nếu không làm sao mà mộc gia những năm gần đây có thể lên như diều gặp gió được chứ thật sự quá bí ẩn có lẽ người kia có thân phận đặc biệt còn phải nói sao mộc gia kia thế lực thế nào chứ còn có mộc tiểu thư xinh đẹp nức tiếng mọi người ở đây đều bàn tán về vị hôn phu của mộc thúy lan nhưng không ai biết người kia thân phận gì, tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhìn vào sự phát triển của Mộc Gia mấy năm qua cũng đủ thấy Mộc Gia là có quý nhân phù trợ. Tất cả tiền từ thiện hôm nay sẽ là quyên góp cho bệnh viện nhân đạo, cũng xem như là chút đóng góp cho xã hội. Mộc lãng dáng vẻ tự hào, da mặt hồng hào, nhìn thôi cũng biết gần đầy sống khá tốt rồi. Ông ta cười tít mắt, đây chính là lúc ông ta tự hào nhất, đắc ý nhất. Mộc gia ông ta về sau đừng nói là gia tộc đứng đầu thành phố gia, còn có thể phát triển lên thành đại gia tộc cũng nên. Đồng thời, hôm nay cũng là dịp chúng tôi chính thức tuyên bố chuyện đính hôn của con gái tôi là Mộc Thúy Lan. Vừa nghe đến đây thì không khí ngày càng sôi nổi hơn. Phải nói là ai cũng muốn biết vị hôn phu của Mộc Tiểu Thư là ai. Vị Mộc Tiểu Thư này khá thú vị. Không biết hôn phu cô ấy là ai nhỉ? Hào Tổng cảm thán. Dù gì Mộc Gia cũng là gia tộc lớn, mấy năm gần đây lại lên như diều gặp gió quả thực khiến cho nhà nhà ngưỡng mộ cô ấy từng có một vị hôn phu lục thạc chợt lên tiếng lục thạc cũng biết rõ hôn phu của mộc thúy lan kia chính là dung vị bản thân của hồ cửu chỉ lúc đó bọn họ chậm hơn cô còn chưa kịp công bố đã bị đứt giữa đường vì vậy không phải ai cũng biết chuyện này mà lục thạc chính là người biết rõ nhất việc giấu danh tính vị hôn phu chính là tác phong của mộc thúy lan sau đó cô cảm thán không thôi Ít nhất hiện tại cô ta còn có cơ hội tìm được hạnh phúc mới. Nói xong câu này, Lục Thạc cảm thấy như mình vừa lỡ lời. Cô biết Mộc Tiểu Thư, cũng chưa từng nghe nói Lục Gia cùng Mộc Gia có quan hệ nha. Hào Tổng cảm thấy nghi hoặc, cũng không gọi là quen biết quá thân, chỉ là biết nhau mà thôi. Lục Thạc nhìn ra chủ Mộc Gia rồi đáp. Hào Danh đặt nhìn một màn này cảm thán vô cùng, dù gì thì Mộc Tiểu Thư này vô cùng kiến tiếng. Hoàng Đàn lúc này đứng gần đó cũng mỉm cười nhẹ chuyện Mộc Thúy Lan từng là vợ sắp cưới của Dung Vị thì hắn ta cũng biết, hắn cũng biết rõ Lục Thạc là vợ của Hồ Cửu. Chỉ là tên Hồ Cửu kia giờ lại là kẻ vô dụng, không khác gì đồ ăn bám, chỉ có một việc hắn làm được là quay về quấy rối Lục ra, làm cho Lục Thạc theo hắn. Nhìn bộ dạng kia của Lục Thạc, hắn cảm nhận được Lục Thạc có bao nhiêu bất mãn với người chồng này. Lòng hắn dâng lên cảm giác muốn cướp đoạt thứ gì đó. Lục tiểu thư đừng cảm thán, cô cũng không thua kém một tiểu thư kia chỉ là cô có dám tìm hạnh phúc hay không thôi hoàng đàn ẩn ý nói lục thạc hơi giật mình nhích người qua bên hào danh đạt cảm thấy không mấy thiện cảm với người này hiện tại tôi rất hạnh phúc có gì không ổn lục thạc cứng miệng nói dù lòng bất mãn là thật nhưng cô cũng không định vạch áo cho người xem lưng hồ cửu có như thế nào hiện tại vẫn là chồng của cô anh xấu hổ thì cô cũng không tốt đẹp gì mong là lục tiểu thư cũng nghĩ vậy hoàng đàn cười ẩn ý nhìn cô chương 58, nợ cô tính đủ một lần. Lục Thạc cũng không muốn đôi co, cô cảm thấy người này luôn nhầm vào cô, càng nói sẽ càng đi xa. Chưa kể hành động hào danh đạt trong mắt cô lại vô tình ghi điểm. Hôm nay, một gia chúng tôi sẽ đấu giá một món đồ, tất cả số tiền thu được sẽ ngay lập tức chuyển vào quỹ từ thiện của Bệnh viện Nhân Đạo. Một thúy lan bước lên khán đài, váy trắng ôm body xẻ lên đùi, tóc xoan xóa một bên vô cùng gợi cảm giọng nói mềm mại nhẹ nhàng cùng khí chất kia khiến mọi người phải suýt xoa sau lời nói của mộc thúy lan thì nhạc nổi lên một đoàn người cả nam và nữ cùng đem vào một bộ trang sức quý giá đây chính là bộ nữ trang được làm từ huyết ngọc trăm năm cũng là loại ngọc vô cùng quý giá hiện nay rất hiếm có rất may mắn mộc gia chúng tôi đã phát hiện được mỏ huyết ngọc này đồng thời cũng đang trong tiến trình hoàn thành giấy phép khai thác mộc thúy lan nói đến đây thì dừng một chút nhìn một lượt phản ứng mọi người quả thực nghe đến huyết ngọc trăm năm mọi người ai đấy cũng mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn lên phía trên gì cơ huyết ngọc còn là trăm năm không ông nghe đi mộc ra vậy mà có được mỏ khai thác huyết ngọc đúng vậy còn là hoàn tất thủ tục hợp pháp để khai thác mộc ra là muốn trở mình rồi huyết ngọc kia chính là đồ quý giá vô cùng đừng nói về giá trị hiện kim mà trong giới kinh doanh đến giới siêu tầm ngọc không ai không biết giá trị phong thủy cùng nhiều giá trị vô hình khác của huyết ngọc. Tuy nói tuổi của huyết ngọc ở độ 100 năm thì vẫn chưa là quý giá nhất, nhưng có cả một mỏ khai thác huyết ngọc thì có thể nói mộc gia chỉ cần từ đó mà kiếm tiền thôi. Mọi người xì xào bàn tán càng sôi nổi, thông tin kia vô cùng chấn động. Chuyện tiên hiệp hay. Người đứng đầu Lâm gia là Lâm Thái Thành cảm thán không thôi. Mộc gia phen này lên như diều gặp gió rồi. Cha vậy chúng ta cũng nên tạo quan hệ tốt với họ. Lâm Kỳ An đừng cạnh cha mình cũng nhìn thấy rõ nét mặt của ông. E là tốn chút công sức, Lâm Thái Thành tỏ ra tiếc nuối. Vừa lúc này Mộc Thúy Lan đã tiếp tục liên tiếng. Đây chính là một bộ chuỗi hạt 108 hạt, cùng hoa tai, quả cầu như ý, đều là từ huyết ngọc tinh khiết nhất tạo thành. Người có thể sở hữu bộ huyết ngọc này đừng nói là giá trị liên thành, mà ai cũng biết huyết ngọc có giá trị phong thủy như thế nào rồi vẻ mặt đầy đắc ý của cô ta càng làm cho mọi người phía dưới trầm trồ về bộ huyết ngọc kia. Chúng ta bắt đầu, giá khởi điểm của bộ huyết ngọc này là 500 triệu. Một cái giá không quá cao, một thúy lan lên tiếng tiếp tục, hôm nay là một tiểu thư đích thân hô giá nha, tất nhiên là khác mọi năm rồi, nhìn đồ đấu giá cũng rõ mà. Những gia tộc nhỏ bé hoặc doanh nhân làm ăn cũng trầm trồ không thôi, tuy nói họ có tiền nhưng họ lại không đủ lực. Tham gia góp vui tạo chút quan hệ thì được, họ cũng không dám mua những loại đồ từ thiện này, càng kéo chú ý càng làm bản thân mất nhiều hơn được. Họ chỉ là hàng có tiền, cũng không phải gia tộc gì đó, nên họ cũng không dám chen chân. Chỉ là tới góp vui tạo quan hệ, tôi ra giá 550 triệu, Lâm Thái Thành lên tiếng. Dù sao Lâm Gia cũng là một trong những gia tộc lớn, chỉ là so với bể thế hiện tại của Mộc Gia thì thua kém một chút. Bỏ chút tiền tạo quan hệ cũng không phải là chuyện cần suy nghĩ nhiều. Lâm Kỳ An thấy cha bắt đầu ra giá thì hơi nhíu mày. "Cha à, liệu đấu giá thành sao?" Lâm Kỳ An cảm thấy khó mà có được. Gia tộc xung quanh không ít, tiền là thứ họ không thiếu, để có được cũng vô cùng khó khăn. "Con trai, nhìn cho kỹ, được hay không đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ chúng ta có tham gia đấu giá." Lâm Thái Thành cười nói thoải mái. "700 triệu." Hào danh đạt lúc này lên tiếng. "Mọi người xôn xao." dù hào tổng kia có nổi danh tài giỏi thế nào nhưng thực sự bản thân anh ta không có ra thế cũng chỉ xếp ở hàng thứ ba hay thứ tư mà thôi lại có thể ra cái giá nhảy vọt như vậy sao hào tổng này là muốn chết sao ai ra người ta là nhân tài hiếm có ai biết được chứ thật ra hào danh đạt cũng không muốn nha chỉ là nhận được chỉ thị qua điện thoại hữu thủ nhắn cho anh bằng mọi giá lấy được bộ huyết ngọc kia còn là giá càng cao càng tốt anh cũng hết cách dù sao cũng là tiền của ông chủ, hậu quả lại có ông chủ sau lưng gánh vác. 900 triệu, Lâm Thái Thành theo giá. Giá của bộ huyết ngọc này lại càng được đẩy lên cao hơn, mà là nhảy gấp đôi. Chuyện này quá mức phi lý, nhìn xem Lâm ra người ta kìa, nghị luận lại nổi lên. Một tỷ, giọng một người đàn ông vang lên, đó là Dương Minh Thành, phó chủ tịch thành phố. Ngài ấy cũng tới đây ư, mục gia thật có mặt mũi. Dương Minh Thành vừa đến đã mỉm cười nhìn một thúy lan đứng phía trên khán đài, vừa hô giá vừa tiến lại gần khán đài. Hai tỷ, hào danh đặt lại tiếp tục gọi giá. Mọi người như nổ tung, hào tổng kia tính là gì chứ? Sao lại hô giá không theo quy luật? Dù cho bọn họ không ai là người thiếu tiền, nhưng hô giá theo cấp số nhân là lần đầu họ thấy. Dương Minh Thành nghe mức giá kia thì hơi khựng lại nhìn về hướng người gọi giá. Hắn ta tiến thoái lưỡng nan. Nếu kêu giá theo quy tắc bình thường thì quá mất mặt, nếu gọi theo cấp số nhân thì bộ đồ trang sức kia lại đội giá lên trời rồi. 3 tỷ. Nhưng dù có thế nào hắn cũng phải hét giá cao hơn, tiền này cũng không phải là của hắn. Chương 59, cô ta không xứng. Cách hô giá này làm cho mọi người hơi có chút không kịp thích ứng. Lâm Thái Thành bên này cũng muốn chen chân gọi giá, nhưng quả thực kêu giá như thế này chẳng khác nào vung tiền qua cửa sổ cả. Cha, chúng ta không tiếp tục sao? Lâm Kỳ An dục cha mình. Chúng ta không thiếu vài tỷ kia, nhưng nếu đi theo thì rất khó rút chân, huống hồ nếu cứ tăng tiền thì giá trị vượt quá mặt hàng. Quan hệ cũng không nhất thiết là tiêu tiền vô ích, Lâm Thái Thành giải thích với Lâm Kỳ An. 5 tỷ, Hoàng Đàn lúc này mở miệng hô giá. Cả khán phòng đều tập trung nhìn vào Hoàng Đàn, không một lời nói nào, kia là Hoàng Tổng, không ai rõ chống lưng của hắn ta. Nhưng chỉ biết hắn là người không nên động vào nhìn thấy người hô giá là hoàng đàn thì dương minh thành nhíu mày nhìn sang chỉ thấy hoàng đàn chỉ làm một động tác nâng ly nhìn lại sau tỷ hào đanh đạt vẫn kiên trì hô giá tiếp theo đứng bên cạnh lục thạc cảm thấy hào tổng sắp điên rồi sao lại bỏ vài tỷ chỉ mua một bộ huyết ngọc chứ huống hồ họ đến chỉ để kết giao chứ không phải tiêu tiền nha hào tổng quá rồi không nên lục thạc kéo tay hào danh đạt muốn khuyên cô yên tâm tôi biết nên làm gì Hào Danh Đạt chỉ bỏ lại một câu rồi tiếp tục tập trung. Đây là thói quen của anh ta, làm gì đó sẽ tập trung cao độ để đạt hiệu quả tốt nhất. Nhìn bộ dạng này của Hào Danh Đạt, Lục Thạc cũng không khuyên nhủ gì thêm, cô biết anh ta có chủ kiến cũng khó mà đổi được. 7 tỷ, Hoàng Đàn vẫn bình thản ra giá. Dương Minh Thành nhìn qua hướng này cảm thấy Hoàng Đàn quá tùy ý, cũng không hiểu rõ dụng ý của hắn ta. 8 tỷ, Dương Minh Thành tìm một chỗ ngồi xuống trước, sau đó lại hô giá. Hắn lấy điện thoại nhắn tin đến Hoàng đàn hỏi có chuyện gì. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một tin nhắn ai cần mặt cười kèm theo dòng chữ, đồ đẹp tặng giai nhân, tôi có giai nhân của tôi. Nhìn dòng tin nhắn kia, Dương Minh Thành thấy tên này quá mức biến thái rồi, chẳng phải lúc trước còn giam cầm một tiểu mỹ nhân sao? Bao năm còn không chạm vào người ta, tiểu mỹ nhân vừa đi thì có một giai nhân khác sao? 10 tỷ, hào danh đạt vẫn tiếp tục gọi giá. Mọi người nhìn anh ta cảm thấy dáng vẻ kia khá thoải mái, không có sự đắc ý cùng ngạo mạn nào. Dáng vẻ này làm cho họ tin Hào tổng là đang muốn chơi trội để lấy tiếng. Mà Mộc Thúy Lan nghe số tiền đã quá cao thì trong lòng hơi lo lắng, nếu bộ huyết ngọc này rơi vào tay kẻ như Hào Danh Đạt thì mặt mũi gia tộc lớn bọn họ để đâu chứ? 11 tỷ, Dương Minh Thành vẫn theo đuổi mức giá này. Phía trên khán đài Mộc Thúy Lan cười tươi rạng rỡ nhìn Dương Minh Thành, ánh mắt kia có bao nhiêu tình là có bấy nhiêu tình. Cô ta nhanh chóng lên tiếng, "Tôi cũng không ngờ giá trị của bộ huyết ngọc này lại lên cao như vậy. Dù hôm nay bộ huyết ngọc này thuộc về ai, thì Mộc Thúy Lan tôi cũng chân thành cảm ơn mọi người." Mộc Thúy Lan nhã nhận cúi đầu như cảm ơn, cử chỉ vô cùng tao nhã, lại gợi lên nét đẹp của cô ấy. "20 tỷ." Một giọng nói trầm mang theo hơi thở bá đạo. Mọi người đều tìm kiếm ai là chủ nhân của giọng nói kia. Hắn ta là ai? Rất lạ, trước giờ chưa thấy sao lại ăn mặc thế kia ai ai cũng bàn tán về người đang từ cửa đi vào trong sảnh chỉ có dương minh thành nhìn ra kia là ai hồ cửu hắn ta hơi giật mình lục thạc lúc này cũng nhìn ra phía phát ra giọng nói quen thuộc trong lòng cô cầu mong đó đừng là hồ cửu nhưng sự thật lại làm cô thất vọng rồi hồ cửu với bộ đồ bụi bặm đi thẳng vào hội trường chính chính là anh hồ chồng cô hào tổng sáng mắt lên vẻ mặt vui vẻ khi nhìn thấy hồ cửu Hoàng đàn ngồi bên cạnh cũng đã quan sát hết mọi thứ, thì ra người mà Dương Minh Thành luôn cảm thấy thua kém là đây. Dáng vẻ kia có chút sát thương nào sao? Một Thúy Lan nhìn thấy hồ cửu hơi trột dạ, nhưng nhìn dáng vẻ kia thì lại trở nên khinh thường. Ồ, anh chắc có đủ tiền sao? Một Thúy Lan sắc bén hỏi. 20 tỷ tiền mặt, hồ cửu nhấn mạnh. Một câu này là cả sảnh oanh động, dù là giàu có cỡ nào cũng không thể huy động tiền mặt nhanh chóng nhiều như thế, họ đa số dùng xét hoặc ủy nhiệm chi làm gì có chuyện trồng tiền mặt chứ huống hồ đây là số tiền lớn anh cũng quá mức tự cao tôi có nên yêu cầu anh nộp trước tiền đảm bảo không mộc thúy lan không cho hồ cửu cơ hội nói gì đó gây bất lợi cho cô ta ồ vậy thì ai cũng nên phải nộp chứ nhỉ hồ cửu không yếu thế còn có tôi nghe nói hôm nay là thông báo đính hôn của cô cùng dung vị tôi đến chúc mừng muốn đấu giá món này tặng vợ chồng bạn thân có gì không đúng hồ cửu lại tiếp lời Mộc Thúy Lan cùng Dương Minh Thành đen mặt, bọn họ là muốn hôm nay công bố hôn sự, ai ngờ lại bị hồ cửu đến phá đám. Hừ, anh nói nhân cuội gì đó. Hôn phu của tôi từ khi nào lại trở thành tên tù tội kia chứ? Cô ta khinh miệt nói, hồ cửu, nhiều năm trước cậu phong quang vô hạn, giờ lại thảm hại như thế kia. Kích động quá mức não có vấn đề chăng? Mộc lãng lên tiếng chữa cháy, mọi việc đều đổ cho hồ cửu nói bậy bạ, nếu như chuyện Mộc Thúy Lan là hôn thê của Dung vị lộ ra ngoài thì tai tiếng vô cùng. Chương 60, phơi bày. Hồ Cửu nhìn hai người họ Mộc kia, cảm thấy vô cùng kinh tởm biết bao. Lúc Dung vị còn phong quang chính họ tự chủ động tìm đến cậu ấy, hứa hẹn bao nhiêu. Giờ thì sao chứ? Vội phủi sạch cho quan hệ với Dung vị, vậy xem ra tôi nhầm sao? Hồ Cửu muốn xem bọn họ lươn lẹo tới khi nào. Mộc Lãng từ trên bước xuống gần Hồ Cửu, ghé sát Hồ Cửu đe dọa mày khôn hồn thì biến đi. Ít nhất giờ tao có thể cho mày chút tiền. Ông ta cho rằng hồ cửu hiện tại chỉ là muốn đến gây sự, cuối cùng là vì tiền mà thôi. Dung vị lúc trước bao nhiêu tiềm năng, ông ta nhìn thấy hết, chỉ là trách cậu ta quá xui xẻo bị người hãm hại mà phải rớt đài. Ai trong thành phố ra này không biết bọn họ hãm hại chứ? Chỉ là biết thì sao chứ? Hai người họ cũng đã không còn chờ mình được. Hồ cửu nhích người qua mộc lãng. 20 tỷ là 20 tỷ. Nếu không ai đấu giá thì theo quy tắc món đồ kia là của tôi. Mọi người xung quanh cảm thấy Hồ Cửu là đang kiếm chuyện với Mộc gia. Anh nên biết điều một chút. 20 tỷ không phải chuyện anh có thể làm." Mộc Thúy Lan tỏ ra tốt bụng nhắc nhở. Nghe vậy, Hồ Cửu đi thẳng lên khán đài, Mộc Lãng sợ anh làm liều nhanh chóng gọi bảo vệ. "Bảo vệ đâu? Chết đâu rồi?" Lôi nó ra, Mộc Lãng gào lên. Một đám bảo vệ mặc đồ đen chạy vào vây kín khán đài, một tốp khác lại vây lấy Hồ Cửu. Tôi nhắc lại, quy tắc đấu giá tôi thực hiện đủ. Các người nếu ra tay trước thì đừng trách tôi. Hồ Cửu vừa nói xong thì nhíu mày chặt lại. Anh nhìn thấy lục thạc, cảnh tượng máu me này anh không muốn cô thấy. Hay là, thử xem tôi có đủ 20 tỷ không hãy động tay chứ. Một gia vô lý vậy sao? Hồ Cửu chợt đổi lời. Anh không muốn lục thạc thấy anh đánh nhau. Anh nhớ nhiều năm trước từng hứa với cô sẽ không gây sự với ai trước mặt cô. Sao? Sợ? Cần nhiều lời với mày sao? một thằng con rể ăn bám vợ, lấy đâu ra 20 tỷ? Mộc Lãng gần giọng hỏi. Tôi có thể bảo lãnh cho anh Hồ. Hay ông Mộc muốn tôi trồng đủ 20 tỷ rồi mới thôi? Hào danh đạt đứng lên nói. Mọi người lại càng cảm thấy khó hiểu, Hào Tổng sao lại có thể bênh vực Hồ cửu chứ? Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh là lục thạc, mọi người dường như hiểu sai gì đó. Họ nghĩ có lẽ vì Hào Tổng để ý đến lục thạc mà đứng ra giúp Hồ cửu, đây cũng quá cẩu huyết rồi lục thạc lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu với ánh mắt soi mói của mọi người nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài hồ cửu nhìn thấy vợ mình chạy đi cũng rất muốn đuổi theo nhưng anh còn chuyện phải làm anh không thể cứ thế bỏ mặc nghĩ vậy anh quay sang hào danh đạt gật đầu tỏ ý cảm ơn hào tổng cũng là người thông minh hiểu ý hồ cửu muốn anh đi theo bảo vệ lục thạc cũng nhanh chóng đuổi theo sau lòng anh ta vô cùng dậy sóng anh ta thực sự không muốn nhận cái nhiệm vụ đi dỗ phụ nữ nha thực sự muốn ở lại xem tới cuối cùng nha. Hào Tổng đi rồi, mày lấy đâu 20 tỷ chứ? À, hay mày bán vợ, nhìn một chút thì vị lục tiểu thư kia chát. Mộc lãng còn chưa nói hết câu đã bị hồ cửu dùng một tốc độ kinh hồn tát lệch mặt. Mày, mày, mộc lãng đau dớn ôm mặt, ông ta không ngờ hồ cửu dám làm thế với ông ta. Dương Minh Thành lúc này không nhìn được nữa mà đứng dậy can ngăn. Hồ cửu, dù gì bác mộc đây cũng là người lớn, cậu ra tay đánh người là không nên. Hắn ta hợp tình hợp lý giải thích, ồ, vậy xin hỏi phó chủ tịch Dương, nhục mạ vợ người khác thì được sao? Hồ Cửu nhíu mày, khí thế áp bức Dương Minh Thành phải lùi lại vài bước. Hồ Cửu lúc này cũng không còn giữ thái độ hòa nhã, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Mộc Thúy Lan, rất nhanh đi lên phía trên. Đám vệ sĩ chuẩn bị xông vào đánh anh, thì bị anh đá văng từng người, tốc độ kinh hoàng, sức lực vô cùng lớn làm cho đám người bên dưới náo loạn ai cũng sợ mình bị vạ lây. Hoàng đàn nhìn thấy động tác của hồ cửu thì vô cùng sướng sờ. Hắn luôn tự tin bản thân có thể xếp vào hàng nhất nhì của thành phố ra. Nhưng nay lại thấy một kẻ mạnh như vậy, xem ra đây là đối thủ đáng gờm của hắn trong tương lai rồi. Hồ cửu, anh muốn gì? Một thúy lan thấy anh sắp tới gần thì vô cùng sợ hãi. Dương Minh Thành nhìn Hoàng đàn, muốn hắn giúp đỡ, Hoàng đàn cũng muốn thử sức một chút với người kia, cũng không từ chối Dương Minh Thành. Vừa ra hiệu xong, Dương Minh Thành vội chạy lên chắn trước một quý lan, vẻ mặt như anh hùng cứu mỹ nhân. Không được động vào mục tiểu thư. Cậu đừng quá đáng, hắn ta thuận tình hợp lý mà nói. À, tôi lại quên, không phải vị hôn phu hôm nay một tiểu thư muốn giới thiệu là phó chủ tịch Dương sao? Cho nên, dung vị gọi là vị hôn phu cũng nhỉ. Từng câu từng chữ của hồ cửu như châm chọc hai người. Cậu thanh niên này, dù là gì cũng là chuyện của họ, cậu tới phá đám là không được rồi. Hoàng đàn chậm rãi đi tới. Hồ cửu nhìn thấy hoàng đàn, cảm thấy hôm nay có vẻ tốt, có thể trả thù cho bản thân, cho dung vị. Còn có thể thu lại chấn hồn tụ được rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 61, kinh ngạc. Hồ cửu nhìn hoàng đàn, nhếch mép cười. Anh thừa biết hắn cùng Dương Minh Thành có trao đổi lợi ích gì đó, hôm nay anh là muốn một lưới tóm gọn. Một Thúy Lan, cô nên gọi dung vị là gì? tôi còn chưa biết một tiểu thư có hủy hôn cùng dung vị nha. Hồ Cửu trực tiếp bỏ qua lời nói của Hoàng Đàn, hư, đó là chuyện quá khứ, giờ hắn ta là tên tù tội, kẻ vô dụng, đạo đức cùng nhân cách không xứng. Một thúy lan lên giọng, dù gì đây còn có các gia tộc cùng giới truyền thông, Hồ Cửu dù có liều mạng tới đâu cũng không thể tùy tiện đánh người. Nước miếng của đám người ngoài kia đủ dìm chết Hồ Cửu. Vì vậy, một thúy lan hợp tình hợp lý mà nói. Mọi người có biết quan hệ của cô ta cùng Dung Vị thì sao? Còn không phải Dung Vị bị tội cưỡng hiếp mà ở tù sao? Còn muốn Mục tiểu thư lấy một tên tội phạm cưỡng hiếp sao? Chắc mọi người cũng không quên Hồ Cửu đây từng là thanh niên sáng giá, sáng lập tập đoàn Gia An. Rồi thì sao chứ? Dung Vị bản thân của anh thì cưỡng bức người ta phải đi tù. Còn anh? một Thúy Lan cảm thấy như bắt được thóp của anh, dù gì chuyện kia có bị hãm hại hay không cũng không ai chứng minh được mà việc bọn họ mang tội danh trên người đều bị mọi người biết. Tôi cũng muốn biết tôi lại phải mang tội danh gì trên người đấy. Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh. Đừng giả vờ giả vịt, còn không phải anh muốn cướp tiền từ dung vị rồi tẩu tán tài sản sao. Dung vị đi tù, anh thì đục kết công ty, xứng lắm. Giờ anh đến không mục đích phá hoại thì muốn gì? Mộc Thúy Lan đường đường chính chính nói to. Cô ta sợ rằng mọi người còn chưa nghe rõ những gì cô ta nói, đồng thời ra vẻ yếu mềm muốn khóc tạo cho người khác cảm giác thương hại muốn đứng về phía cô ta. Quả thực dáng vẻ này của cô ta thành công kéo theo sự đồng tình của rất nhiều người trong phòng này. Cô ta cũng không quên ôm chặt tay Dương Minh Thành như muốn tìm nơi nương tựa. Hồ Cửu, dù sao nể tình chúng ta từng là bạn cũ, chỗ quen biết tôi cũng không làm khó cậu làm gì. Ai cũng có lỗi cũng muốn chuộc lỗi, nếu đã về thành phố ra thì cậu không nên chấp nhất chuyện cũ. Tôi cũng có thể giúp đỡ dương minh thành thuận thế lên tiếng cảm thấy chuyện chưa đủ loạn sao hắn ta lên tiếng cũng chỉ muốn tỏ vẻ một chút đường đường là phó chủ tịch thành phố còn đường phong quang vô hạn còn muốn dính tới mấy kẻ rẻ mặt sao cậu dương thật có khí phách nha đúng vậy phó chủ tịch thật sự rất rộng lượng bạn cô tạo bao nhiêu chuyện vậy mà ngài ấy vẫn có thể rộng lượng giúp đỡ xem ra tên kia đến là vì không ăn được nên đạp đổ đây mà còn không đúng sao tưởng gì hóa ra là tên tội phạm xung quanh rộ lên lời bàn tán không hay về hồ cửu còn có tán dương dương minh thành có bao nhiêu tốt một cặp các người giả nhân giả nghĩa diễn cũng tốt lắm sao không đi làm diễn viên nhỉ nhất định đạt được giả oscar hồ cửu cũng không quan tâm gì tới lời nói người xung quanh bao năm lăn lộn luyện cho anh không chỉ một thân bản lĩnh mà còn luyện cho anh cách bỏ ngoài tai mọi thứ hoàng đàn đứng ngoài cuộc quan sát cảm thấy hồ cửu không đơn giản như vẻ bề ngoài kia có chút suy nghĩ nhưng hắn lại quá mức tự cao cùng ngạo mạn, cho rằng năng lực bản thân ở thành phố ra này không ai bằng, nên vẫn chưa nhận rõ đối thủ ngay trước mặt. Tôi chỉ đơn giản mua món đồ kia với giá 20 tỷ, nếu như không ai ra giá cao hơn thì có phải nó là của tôi? Tôi thế nào lại đến kiếm chuyện nhỉ? Tôi không muốn nhiều lời, đưa đồ tôi giao tiên. Hồ Cửu vừa nói vừa chỉ vào bộ huyết ngọc kia, mơ tưởng. Anh xứng, cứ cho anh có 20 tỷ thì sao? Cũng là tiền trộm cắp phi pháp. Mộc Thúy Lan được thể nhục mạ hồ cửu. Minh Thành, anh xem đi, anh là lãnh đạo thành phố đó. Sao lại để một kẻ tội phạm chạy nhảy nhỉ? Bạn cố thì cùng lắm cho tiền tự làm ăn là được. Giờ hắn đến phá hoại buổi lễ của chúng ta, anh xem không nên vì tình riêng nha. Mộc Thúy Lan cũng không cho ai lên tiếng, nhanh chóng nói ra quan hệ bọn họ. Mọi người lúc này cũng đã xác minh được vị hôn phu mà Mộc Gia vẫn luôn giấu kỹ lại là Dương Minh Thành. Trong lòng ai cũng dâng lên sự ganh tị khó thấy, còn có ngưỡng mộ gia tộc mộc gia thúy lan dù sao hồ cửu cũng là bạn anh không nên như thế còn chuyện anh ta phạm tội cũng phải chứng minh mới được khó nói thành lời dương minh thành biểu tình vui vẻ hắn nắm tay một thúy lan giả vờ như đang khuyên bảo thực chất muốn tỏ ra độ lượng mặt khác muốn mọi người ở đây biết việc hồ cửu phạm tội là có thật chỉ là chưa ai lấy ra được bằng chứng mà thôi diễn tốt lắm tôi muốn xem hai người diễn tới khi nào Hồ Cửu cười nguy hiểm, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy sự chán ghét, trên người toát lên sự nguy hiểm khó thấy. Hoàng đàn cảm nhận được trên người Hồ Cửu có sức mạnh tiềm tàng vội vàng đề phòng, nhanh chóng làm ra một loạt động tác khó hiểu. Vì ai cũng đang tập trung vào việc Dương Minh thành chính là hôn phu của Mộc Thúy Lan, cũng không ai để ý đến hắn ta. Tuy nhiên Hồ Cửu lại thấy rõ, khóe miệng anh càng nở nụ cười tươi hơn, ánh mắt càng sắc lạnh. Bộp, bộp, Hồ Cửu vỗ tay ba lần bỗng nhiên màn hình led trên sân khấu sáng lên là những cảnh dương minh thành cùng một thúy lan đi nghỉ mát vô cùng mát mẻ sexy nhạy cảm chưa hết ở cuối đoạn clip còn có một clip ngắn có lẽ được quay bởi camera an ninh minh thành bọn người dung vị cùng hồ cửu sao còn chưa chết đi nhanh thôi anh đã sắp xếp rồi ông ta nói chỉ cần chúng ta hợp tác với ông ta ngày tàn của bọn họ rất nhanh sẽ tới Tuy chất lượng hình ảnh của đoạn clip kia không được tốt nhưng có thể nhận ra đó là Mộc Thúy Lan cùng Dương Minh Thành, mà ngày tháng còn là 5 năm về trước. Đoạn clip rất nhanh được chuyển đến đoạn khác. "Hừ, chuyện kia em đã sắp xếp ổn thỏa. Dung vị fan này ở tù là chắc chắn. Cô gái kia là em thuê, em cũng không cho cô ta có cơ hội hối hận vì giá họa cho Dung vị đâu." Mộc Thúy Lan là người đang nói, cô ta lúc đó mặc một bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm, giọng điệu vô cùng ác độc. "Em yên tâm." hồ cửu kia cũng không thoát được, hắn ta hoàn toàn không biết tiền của tập đoàn Gia An vào túi chúng ta, mà hắn là kẻ chịu tội. Sau đó là loạt tiếng cười của hai người. Chết tiết! Ai dám cắt ghép thế hả? Mau tắt đi, tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng. Dương Minh Thành nhanh chóng lấp liếm, hắn ta vô cùng tức giận. Phó Chủ tịch Dương, tôi e rằng ngài sẽ rất nhanh. Thấy được thế nào là phỉ báng, hồ cửu dần dần bước lại, nụ cười càng giận người. Giác, tiếng xương gãy như vang lên, mọi người đều chấn kinh. chương 62, kẻ điên. Hoàng đàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy hồ cửu đứng về vị trí cũ. Mà phía bên này Dương Minh Thành đã nằm dưới đất. Mày, mày dám, Dương Minh Thành đau tới mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Dường như chân hắn ta bị gãy ngay đòn tấn công đầu tiên của hồ cửu, quỷ dị nhất là hồ cửu ra tay quá nhanh, không ai kịp thấy sự việc như thế nào. Sao, không diễn nữa sao, Hồ cửu cười như tu la địa ngục, nhìn Dương Minh Thành như kẻ đã chết. Một Thúy Lan nhìn một màn này thì sợ hãi lùi về sau, nào còn ra dáng ta đây tình tứ cùng Dương Minh Thành. Đúng là hai người rất xứng đôi. Tôi cũng nên chúc mừng mới phải nhỉ. Hồ cửu xoa xoa cầm, ra vẻ suy nghĩ. Mọi người xung quanh nhìn anh, hít một ngụm khí lạnh, yên ắng chờ đợi diễn biến. Không phải họ không sợ, nhưng họ muốn biết có chân tướng. Con người ta luôn có bản tính này, chỉ cần chuyện không liên lụy đến bản thân thì họ càng muốn biết. Hoàng đàn lúc này phản ứng lại, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên khán đài tới trước Dương Minh Thành kiểm tra. Chết tiệt, hắn ta thốt lên. Hoàng tổng, chân tôi, Dương Minh Thành có dự cảm không lành. Bị phế hoàn toàn, sau này e rằng không khôi phục được. Hoàng đàn lắc đầu, Hoàng đàn vẫn hơi tiếc nuối, Dương Minh Thành vẫn là đối tác tốt của hắn ta. Xem ra lần này hắn cần tiếp đối tác mới rồi, dù sao với loạt bằng chứng kia cùng tai tiếng sắp tới, lại thêm cái chân gãy này. Dương Minh Thành lần này xem như xong rồi. Không thể, tên phế vật khốn nạn kia, mày chờ đấy, đừng nghĩ đánh gãy chân tao là xong. Dương Minh Thành lúc này bị lửa giận chiếm lấy, ánh mắt hắn ta đỏ lên, thu hằn nhìn hồ cửu. Ô, tôi phải xem cậu làm gì tôi đấy, anh cười cợt đối phương là muốn làm hắn ta càng tức giận. Tức giận mới tốt nha. Nếu không mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì còn gì là thú vị những gì dung vị phải chịu, anh phải chịu đâu chỉ có vậy. Anh muốn bọn người này từng người một nhận lấy hậu quả mà họ đã gây ra, đừng tưởng rằng mình làm mà không ai biết. Nếu họ chưa gặp quả báo, thì anh chính là quả báo của họ, từng chút một trừng trị họ một cách đau đớn nhất. Một Thúy Lan, cô nói xem, một tên què, một kẻ xấu xí thì có hợp không? Chẳng phải tôi đang cố gắng tác hợp cho một cặp trai tài gái sắc sao? Hồ Cửu cười nhưng bộ dạng lại vô cùng kinh khủng. Á, à tiếng hét mộc thúy lan làm cả phòng hoảng hốt. Hoàng đàn cũng không thể ngồi im được nữa, nhanh chóng xuất chiêu, đá về phía bụng của hồ cửu. Chiêu thức của hắn ta rất nhanh, dùng hầu như toàn lực, muốn một kích này hạ gục hoàn toàn hồ cửu. Hồ cửu nhìn cũng không nhìn ánh mắt có chút thất vọng, tưởng rằng đối thủ này sẽ rất nặng ký, hóa ra cũng không hao tâm là mấy. Bốp, một cú đấm thẳng vào mặt hoàng đàn, lực đạo khá lớn, một chiếc răng như rơi ra ngoài. Hoàng đàn trao đảo lùi về phía sau hắn không thể tin được thực lực của hắn không tệ hồ cửu là người đầu tiên đón được đòn của hắn mà còn đánh lại hắn đây là thực lực gì chứ hoàng đàn phải dùng hết sức mới có thể không bị ngã nhào mặt hắn đau rát cảm giác lực đạo này mạnh hơn một chút chắc có thể hàm của hắn sẽ bị vỡ vụn hoàng tổng sao muốn trả trấn hồn tụ hay tôi tự đến lấy anh cũng không ngại nói thẳng lúc trước còn e ngại cái danh chiến thần làm bản thân cản trở một số việc hiện tại thì khác rồi thế lực sau lưng hồ cửu không chỉ còn là chiến thần. Mà lão già núi hàng cũng là người ủng hộ anh, thì ra ông ấy cũng có tiềm lực ẩn, tuy ngoài mặt luôn đối chọi nhau. Nhưng thế lực kia cũng đã giao cho anh, vậy thì anh cũng không ngại từng chút một duy trì bảo hộ họ. Còn có, dẹp hết đám ruồi nhặng dơ bẩn này, anh muốn xem các lão già cổ hủ ở ban chính trị muốn làm gì. Anh, sao lại biết, hoàng đàn hơi bất ngờ. Ngay sau đó hắn như nhận ra gì đó, người cứu bạch ra là anh hắn ta giờ phút này đã hiểu thì sao tự nôn ra hay tôi đến lấy hồ cửu cũng không cao cao tại thượng như trước bộ dạng hiện giờ giống như lưu manh muốn cướp đồ nha hoàng đàn nhíu mày nhìn hồ cửu cảm nhận đối thủ lần này của mình khá đáng gờm hắn cũng không lấy cứng đối cứng dù sao hôm nay là mang tâm thế dự tiệc hắn chưa có sự chuẩn bị hồ cửu liếc nhìn cũng biết hoàng đàn là đang tính toán trốn đi nhếch miệng cười anh nhanh chóng làm ra một hành động khó hiểu thực ra đây chính là pháp ấn, muốn chấn tỏa hoàng đàn. Hừ, anh, hoàng đàn phun một ngụm máu. Ánh mắt thoáng hoảng sợ, đây là thực lực gì chứ? Quá mức tranh lệch, nếu như hắn không có trận pháp bảo hộ thì có lẽ chỉ là con kiến hôi trước hồ cửu mà thôi. Hồ cửu, đừng ngông cuồng, đừng nghĩ không ai làm gì được anh. Một thúy lan lúc này thét lên. Bên má trái đau đớn, máu từ vết thương cứ thế tuôn ra. Một thúy lan vừa sợ vừa tức các người có thể giải tán, hoặc là ở đây góp vui cùng bọn người mộc ra. Hồ Cửu cảm thấy sự thật được truyền thông biết thế là đủ rồi. Hiện tại chính là việc xử lý đám người này. Nghe thấy bị đe dọa đám người dự tiệc đều nhanh chóng đi ra khỏi sảnh, họ nhanh chóng muốn đi khỏi đây. Thông tin họ tò mò đều có, cũng không định ở lại chịu trận. Chỉ còn Lâm Thái Thành hơi khựng lại, ông ta nhìn ra thực lực của Hồ Cửu quá mức cường đại. Cha à, đi thôi, không nên rước thêm phiền. Lâm Kỳ An thúc giục. Lúc này Mộc Lãng mang theo cả một đám hộ vệ đi vào, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Giết, đánh chết nó cho tôi. Tao không tin mày thoát được. Mộc Lãng vô cùng tức giận, ông ta ngay lúc mọi người không chú ý đã đi gọi người đến. Lâm Thái Thành nhìn một màn này mới rời đi, ông ta tin rằng dù giỏi thế nào đi nữa cũng không thể đấu lại ngần ấy người. Xem ra hồ cửu là lành ít giữ nhiều rồi. chương 63, quét sạch mộc ra lúc này trong sảnh chờ này chỉ còn một đám vệ sĩ cha con mộc lãng dương minh thành đang khuỵu gối như đang quỳ hoàng đàn một bên chờ thời chạy trốn ô xem như vận động một chút hồ cửu lắc lắc tay đám vệ sĩ còn chưa kịp phung gậy đã bị hồ cửu hạ đo ván kẻ bị đá bay xuống hàng ghế khách mời kẻ thì bị đánh gãy tay ngay tại chỗ đồng thời hồ cửu còn vận dụng trận pháp bảo vệ bản thân khiến đám vệ sĩ kia không thể chạm tới hoàng đàn nhìn đám người kia tự biết với thực lực hồ cửu thì đám người này hoàn toàn không thể làm gì được. Nhưng hiện tại hắn bị chấn trụ bới trận pháp giam cầm, khó mà có thể thoát ra. Trong đầu hắn chợt lóe lên. Dương Minh Thành, nhanh ném qua đây con dao. Hoàng đàn hét lên, hồ cửu cũng nghe thấy lời này, miệng nhếch lên thừa biết hắn muốn làm gì. Bên này, Dương Minh Thành nhịn đau, nói với một Thúy Lan. Thúy Lan, em nhanh lấy con dao trên bàn đưa cho Hoàng Tổng. Anh ta sẽ có cách. Một thúy lan giờ phút này làm gì còn hơi sức mà để ý tới những chuyện này chứ. Cô ta vừa bị hồ cửu hủy dung, vết cắt trên mặt cô ta quá sâu. Nếu không chữa trị thì đời sau của cô ta phải sống cũng vết sẹo này mất. Hừ, có cách gì chứ? Em muốn thấy tên chết bầm kia chết đi. Minh Thành, anh xem đi, sau buổi tiệc này chúng ta còn có chỗ đứng giới thượng lưu sao? Huống hồ! Anh cũng bị què rồi, Mộc Thúy Lan lúc này còn chưa biết bản thân có bao nhiêu phân lượng đã quay sang ghét bỏ bộ dạng của Dương Minh Thành. Hoàng đàn nhìn thấy màn này chỉ có thể tức giận thầm mắng Mộc Thúy Lan quá mức ngu si. Sao, muốn giao, tôi cho, Hồ Cửu vừa lúc giải quyết xong đám vệ sĩ kia thì bước lại gần Hoàng đàn. Anh vừa nói, vừa vứt cho Hoàng đàn con dao, sau đó lại phủi bụi trên áo khoác cố kỹ của mình như sợ đám người kia làm bẩn đồ mình vậy. Thực lực vệ sĩ ở đây cũng chỉ có vậy thôi sao?" Anh nhìn Mộc Lãng cười quỷ dị nói, "Cậu, cậu, xin bỏ qua cho chúng tôi. Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa." Mộc Lãng nhìn thấy Hồ Cửu Cường đại như vậy, tự biết anh có thể bóp chết mình như con kiến. "Tiền? Ông nghĩ tôi thiếu, anh vẫn đứng đó, cao ngạo hỏi." Mộc Lãng quỳ xuống dập đầu. "Bộp, bộp. Cầu xin cậu tha cho mạng nhỏ này, dù là gì tôi cũng cho cậu." Ông ta run rẩy nói. "Bác Mộc không cần thế dương minh thành nhìn cha vợ hụt của mình quỳ lại hồ cửu cầu xin tha mạng thì trong lòng dâng lên sự tức giận kệ hắn ta không cần hèn mọn như vậy hắn ta còn có chút tự tôn hoàn toàn không muốn quỳ lại cầu xin tha mạng từ người hồ cửu hắn ta không cam tâm muộn lúc các người hãm hại dung vị có nghĩ tới hôm nay có lẽ không đâu lúc các người hùng hồn bày bố thiên la địa võng cho tôi cùng dung vị có từng nghĩ lúc mà dung vị tuyệt vọng cha mẹ cậu ấy cầu xin các người. Các người có từng bỏ qua cho họ. Hồ Cửu từng câu từng chữ ép sát, bước tới mức mộc lãng cũng một thúy lan run rẩy. Hồ Cửu, anh bỏ qua cho tôi, cho tôi tới bệnh viện. Chỉ cần tôi khỏe lại, tôi vẫn sẽ cùng dung vị, chờ dung vị ra tù. Một thúy lan run rẩy cầu xin. Dương Minh Thành không tin vào mắt mình, người con gái mà hắn ta luôn yêu thương vậy mà đi cầu xin kẻ khác, còn cầu xin trở thành hôn thê của dung vị hắn tức giận, gượng hết sức, tát một thúy lan một cái. Chát, hừ, cô vậy mà lại hèn hạ như vậy, Dương Minh Thành triệt để thất bại, hắn cảm nhận được hắn đã thua, 5 năm, năm trước cũng thua, 5 năm, năm sau lại càng thua thảm. Hồ Cửu cùng Dung Vị luôn ở phía trên hắn, dù là làm gì cũng hơn hắn. Cậu bỏ qua cho chúng tôi. Thực sự năm đó hãm hại Dung Vị là thật, hại cậu là thật nhưng cậu nghĩ xem một mộc da bé bé như chúng tôi làm gì có gan khả năng chu toàn như vậy mộc lãng hiện tại chỉ giữ thân mình ông ta biết chỉ cần còn sống là còn hy vọng nếu ông chết tại đây thì mọi thứ coi như hết hừ còn có người hồ cửu nhíu mày hoàng tổng này không phải cũng nhúng tay giúp các người cùng dương minh thành sao anh nhìn qua hoàng đàn rồi hỏi hoàng đàn bên này nhìn thấy con dao hồ cửu đưa thì biết trận pháp này không đơn giản như hắn nghĩ dù dùng máu và kim loại sắc bén hợp thành kết giới phá bỏ cùng không có tác dụng gì đành chờ đợi thời cơ ai ngờ lại bị nhắc đến tên hắn nghe vậy chợt nhìn thấy cửa sống của mình đúng vậy năm đó ngoài mộc gia còn có phúc gia tôi còn nghe ngóng được có hai gia tộc lớn vì muốn công thức thuốc cùng quyền sở hữu trí tuệ của hệ thống an nên đã để phúc gia đứng ra xử lý tập đoàn gia an tôi chỉ biết một gia tộc kia là thẩm gia còn một gia tộc khác quả thực tôi không biết Hoàng đàn nói là sự thật, quả thực có một gia tộc lớn bí ẩn khác cũng nhúng tay vào chuyện này. Muốn hắn từ bạch ra moi ra tin tức phía sau trấn hồn tụ cũng là họ. Chỉ là hắn điều tra ra trần hồn tụ có tác dụng gì, nên mới muốn cùng Dương Minh Thành chiếm làm của riêng. Tiếc là còn chưa thực hiện được đã bị hồ cửu chặn ngang một bước. Ồ, thì ra còn có phúc gia, thẩm gia, lại thêm gia tộc khác. Hồ cửu cảm thấy chuyện này còn có nguyên nhân khác, nếu không một tập đoàn bé bé như gia an, sao lại kéo được chú ý nhiều như vậy? Xem như các người khai thật, tôi cũng sẽ khoan hồng. Hồ Cửu đứng lên, lúc này hữu thủ cùng hai thuộc hạ khác theo sau đi vào. Chiến, à không long chủ, mọi chuyện đã xong. Hữu thủ cung kính đáp, cậu dọn dẹp những thứ này, ngày mai tôi không còn muốn thấy mộc gia trong danh sách những gia tộc có tên tuổi nữa. Bọn họ giữ lại một mảng, cho cùng nhau sinh sống đi. Hồ Cửu nhìn đám người kia rồi nói cho họ một khoản vốn làm ăn đi. Còn lại gia sản mộc gia cứ nộp vào ngân sách thành phố ra là được. Hoàng đàn do tôi tự đưa hắn đi. Anh dứt khoát ra quyết định. Đám người mộc gia cùng Dương Minh Thành thở một hơi như chút được gánh nặng, ít ra cũng xem như giữ được cái mạng, còn sống là còn cơ hội. Nhưng họ không biết, cuộc sống sau này của bọn họ còn thảm hơn là chết. Tha mạng cho đám người Dương Minh Thành cùng mộc gia không phải vì anh thông cảm hay mở lòng độ lượng gì. Mà nhìn một kẻ què, một kẻ bị hủy dung lại thêm một ông lão suốt ngày vì lợi ích bọn họ sống với nhau trải qua ngày tháng sau này mới chân chính gọi là trừng phạt dung vị ngày mai cũng đã ra tù xem như quả anh dành tặng cho người anh em này đi hồ cửu một tay lôi theo hoàng đàn vứt hắn vào xe lái thẳng tới núi hàng bạch ra cùng lão hắc hẳn sẽ hài lòng với món quà này anh đưa tôi đi đâu hoàng đàn có cảm giác bất an sợ hồ cửu chỉ cười Trận pháp vây lấy Hoàng đàn kia chính là do Hồ Cửu tự chế ra dựa trên trận pháp giam cầm đơn giản. Vì vậy Hoàng đàn dù có thực lực tới đâu cũng không thể phá bỏ, đánh mặc người làm gì cũng được. Yên tâm, Hoàng tổng không chết được. Anh quay sang nhìn Hoàng đàn, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Chương 64, cái kết của Hoàng đàn. Hoàng đàn nhìn vẻ mặt của Hồ Cửu, hắn ta vô cùng khó chịu, trước giờ hắn luôn nắm mọi việc trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên mọi thứ vượt qua tầm tay của hắn dù là lúc trước hắn có liên kết với gia tộc thần bí kia bị bọn họ thao túng hành động nhưng sau lưng bọn họ hắn vẫn nắm chắc làm ra vài việc chỉ là khi đối diện với hồ cửu hắn ta cảm thấy vô cùng khủng bố có lẽ so với gia tộc lớn kia thì người trước mặt hắn mới là đáng sợ nhất rất nhanh thôi hồ cửu lại lần nữa nói câu này hoàng đàn cũng không còn phản kháng hắn tự biết nếu hắn càng làm quá thì e rằng cái mạng này càng nhanh mất núi hàng trước mắt hắn hiện ra cung đường lên núi hàng không lẽ anh là hoàng đàn mở to mắt nhìn cảnh vật cũ quen thuộc rồi quay sang nhìn hồ cửu hồ cửu cũng không nói gì ánh mắt như đã khẳng định mọi thứ anh không định che giấu là mọi người không tin mà thôi vừa lôi hoàng đàn vào khu nhà của lão hắc hoàng đàn co rụt lại ánh mắt sợ hãi sư phụ con đừng tôi không dám cậu chỉ là người qua đường không là gì với tôi cả lão già này vẫn là thích an nhàn sao lại đưa cái thứ này về thật mất hứng lão hắc giận dỗi đáp lời còn không phải tìm chút chuyện sao hồ cửu cười nhìn lão hắc hoàng đàn nhìn biểu cảm cả hai lại cảm thấy ghen tị không thôi lúc trước tuy ở đây không lâu nhưng hắn cũng xem là có cố gắng tuy được khen ngơi nhưng vẫn là sự khách sáo xa cách nhìn xem hồ cửu với lão hắc đi tuy bề ngoài vô cùng khắc khẩu người một câu ta một câu nhưng thực sự mà nói thì quan hệ vô cùng tốt mới đạt đến trình độ thân mật nói năng không cần câu nệ như thế. Lão Bạch cùng Bạch Thố cũng đến phòng khách, Bạch Thố nhìn thấy Hoàng Đàn thì sợ hãi rụt người về phía sau. Hồ Cửu nhìn thấy thế thì nhanh chóng đi tới trước che chắn trước mặt cô, anh chỉ là không muốn cô nhớ lại chuyện đáng buồn mà thôi. Đây, Lão Bạch nghi ngờ. Không phải nói là lấy chấn hồn tụ sao, sao lại lôi cái của nợ này về. Lão Hắc tuy ngày thường cũng xem như lão ngoan đồng đi, nhưng giờ lão bạch ở đây, ông ta cũng lo lắng việc này chọc bạn già tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe nha. Chấn hồn tụ không còn ở trong tay hắn ta, hồ cửu nhanh gọn đáp. Cái gì, lão bạch nhìn hoàng đàn tức giận. Ông ta tức giận tát hoàng đàn một cái thật mạnh, chát, hỗn trướng. Bạch gia ta có chỗ nào bạc đãi ngươi, lão bạch tức ôm ngực nói. Ông nội, bạch thố quên cả sợ hãi, đỡ lấy bạch cư. Lão hắc cảm thấy chuyện này có chút trầm trọng, chuyện kho tàng kia chưa vàng bạc tài sản gì đó cũng không mấy quan trọng. Quan trọng là theo chỉ dẫn thì ở trong kho tàng đó có một cánh cửa, theo như những gì được viết lại thì chỉ cần người hữu duyên thì có thể mở ra cánh cửa này. Bí kíp ở đó cũng vô cùng quý giá, có thể giúp con người đạt đến mức tu luyện cực hạn, mà cánh cửa kia dẫn đến là một nơi khác, có thể là một thế giới khác. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, thì hậu quả vô cùng khó lường. Chấn hồn tụ ở đâu? lão hắc trực tiếp đánh một gậy lên người hoàng đàn rồi hỏi hoàng đàn chịu đau vô cùng khó chịu khi bị vây khốn trong trận pháp của hồ cửu là ở nơi gia tộc thần bí kia hoàng đàn cũng không dám nói dối nếu có quan hệ mật thiết với lão hắc thì chỉ có thể là chiến thần mà thôi mà hắn còn nghĩ chiến thần còn chịu sự ràng buộc của bạn chính trị đang phải ở vùng biên giới vậy mà hồ cửu lại thật sự là chiến thần ta đã nói người có tố chất tốt nhưng tâm ngươi là không vững đó là lý do ta đã không dạy mọi thứ cho ngươi ngươi thấy bản thân có bao thực lực so với hồ cửu ngươi chỉ là kiến hôi lão hắc âm trầm nói bằng giọng vô cùng nghiêm khắc hiếm khi hồ cửu thấy lão hắc như vậy anh ban đầu không chú ý tới việc trấn hồn tụ này anh chỉ đơn giản muốn giúp lão bạch cũng là làm lão hắc vui vẻ một chút lại không ngờ chuyện liên quan trấn hồn tụ lại nghiêm trọng tới vậy không phải năm đó ông cũng dạy hắn ta sao tôi còn nghĩ hắn ta sao lại kém cỏi thế đấy. Hồ Cửu nhìn Hoàng Đàn rồi nói, hư, thằng nhãi, không chọc ta ngươi chết sao. Năm đó ta nhìn ra tâm bất chính, tên này tà tâm, không có kiên định. Ta chỉ dạy hắn vài thư slong hành vỏ tỏi. Bắt được bạch ra cũng do hắn dùng thủ đoạn, nếu không ngươi nghĩ có thể dễ dàng trói hắn về đây bằng trận pháp. Lão Hắc nhìn Hồ Cửu, tuy là lời nói không kiêng nể. Nhưng ánh mắt nhìn Hồ Cửu lại đầy tự hào, không phải nói người đệ tử này ngoài khắc khẩu với ông thì cũng không có gì đáng trách. Tổ chức thần long do ông âm thầm gây dựng cũng giao cho hồ cửu xem như là giao đúng người. Ban chính trị bên kia ai mà không có tư lợi, ai không bị chi phối bởi gia tộc đứng sau. Có bao nhiêu gia tộc chứ? Còn chiến tranh thì chiến thần bọn họ còn giá trị, còn được tôn vinh, còn chút tôn trọng. Nhưng thử xem là lúc hòa bình không cần tới chiến thần thì sao? Mấy lão già cổ hủ đó sẵn sàng vắt tranh bỏ vỏ, nếu ông không có thế lực phía sau thì có lẽ cũng đã bị bay màu theo năm tháng hồ cửu cũng là người nhìn ra điểm này thay vì gầy dựng không bằng cứ thế giao cho người trẻ xử lý nói cho tôi biết làm sao lấy lại được trấn hồn tụ hoặc là tôi từ từ hủy đi anh từng chút một hồ cửu nhìn hắn ta như một người chết tôi tôi nói chỉ cần chờ bọn họ xác nhận tôi lấy được trấn hồn tụ thật họ sẽ trả về cho tôi nhưng hôm nay sợ họ đã biết tôi có chuyện Hoàng đàn cũng không dám nói dối. Hắn biết những người này ai cũng thực lực hùng hậu, lúc trước vì lão Bạch tin hắn ta nên hắn ta mới có thể lừa được Bạch ra. Hiện tại thì khác rồi, hắn nhiều năm sung sướng, lại không có đối thủ, dường như thực lực cũng đi xuống không ít. Tôi tự có cách, nếu anh không lấy được chấn hồn tụ về, hồ cửu dừng lại một chút. Anh thi triển loạt động tác thủ ấn, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Hoàng đàn rất nhanh cảm thấy đau đớn vô cùng, trận pháp trên người dần tan biến. Nhưng hắn biết mọi thứ không đơn giản như vậy. Vừa lúc này, chuông điện thoại trong túi Hoàng Đàn reo lên. "Là, là bọn họ?" Hoàng Đàn cảm thán, không phải trùng hợp vậy chứ. "Anh biết phải làm gì rồi chứ?" Hồ Cửu nhìn hắn ta cười nói. Hồ Cửu luôn cười, nhưng là nụ cười vô cùng khủng bố. Chương 65: Khế ước truy hồn thuật. Hoàng Đàn nhìn điện thoại, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy không biết phải làm sao. Gia tộc bên kia thế lực khủng bố thế nào hắn cũng chưa tra ra, chỉ biết thế lực cùng tiềm lực họ rất lớn. Nếu nghe theo Hồ Cửu Liệu hắn có thể sống sót không? Còn nếu không theo Hồ Cửu thì có lẽ hắn chết ngay bây giờ mất. "Tôi, nghe." Hoàng đàn hơi ngập ngừng. "Hoàng tổng vẫn ổn sao?" Giọng bên kia là một người phụ nữ, khá sắc bén. Hồ Cửu nghe được giọng nữ này có chút quen, anh có cảm giác đã nghe ở đâu rồi, nhưng anh lại không tài nào nhớ được vậy tôi nên bị làm sao? Hoàng đàn nhìn vẻ mặt của hồ cửu, đổi giọng nhanh chóng. Không sao là tốt rồi, nhưng Dương Minh Thành bên đó, có lẽ không giữ được, tất nhiên, phải bỏ. Không còn giá trị, Hoàng đàn trầm giọng đáp lại, chấn hồn tụ sẽ trả về cho anh, nhưng sẽ có người giám sát. Đừng nghĩ bày trò gì đó, giọng điệu người phụ nữ vô cùng sắc bén, vừa đe dọa vừa cảnh báo. Hoàng đàn có chút khó chịu, khi nào mà hắn rời vào cảnh bị kìm kẹp nhiều bên thế này. Nhìn vẻ mặt Hoàng đàn Trần trừ khó coi, Hồ Cửu nhếch môi, cười một cái rất khủng bố. Trên tay anh lộ ra một thủ ấn, rất nhanh Hoàng đàn thấy cả người khó chịu, còn người co rụt lại, "Tôi biết. Chỉ cần như thỏa thuận ban đầu. Tôi tuyệt không đổi." Hắn ta đáp lại, "Tốt." Sau đó là tiếng tít tít, rõ ràng bên kia đã cúp máy. "Hoàng tổng, anh vẫn muốn làm hoàng tổng hay là?" Hồ Cửu nhìn hắn ta bàn tay vẫn liên tục thành thục tạo ra các thủ ấn khác nhau hoàng đàn như bị người ta trêu đùa lúc thấy nóng lúc lạnh lúc như bị người ta cù lét lúc thì đau đớn như vạn trùng cắn thân vô cùng thống khổ hắn biết nếu hắn không tuân theo hồ cửu chờ đợi hắn không phải là cái chết mà chính là sự dày vò tới chết tôi từ nay sẽ luôn trung thành với chiến thần hoàng đàn quỳ xuống thấp hèn cúi đầu nói đây là lựa chọn duy nhất hắn có thể làm được nói bằng lời không có chút thành ý nào. Hồ Cửu cúi người xuống, nói bằng giọng âm trầm. Vậy, hắn ngước lên nhìn anh, ngờ vực hỏi. Chẳng phải Hoàng Tổng giỏi nhất là dùng trận pháp cùng ẩn thuật sao? Chắc hẳn cũng biết khí ước truy hồn thuật chứ. Nói xong Hồ Cửu đứng dậy, cũng không nhìn vào hắn nữa. Xung quanh không khí như bị đông cứng lại, Lão Bạch cùng Lão Hắc vẫn đứng đó, muốn nhìn rõ biểu hiện của Hoàng Đàn. Họ đều biết khí ước truy hồn thuật chính là thuật nô lệ mạnh nhất, nếu hoàng đàn đồng ý tự tạo ra khế ước nô lệ này, thì cả đời hắn buộc phải trung thành với Hồ Cửu. Dù Hồ Cửu có chết, hắn cũng phải bồi theo, đừng mơ tưởng có chút vọng tâm sát hại chủ nhân. Chỉ cần hắn khởi lên một niệm muốn phản bội chủ nhân, thì Hồ Cửu sẽ cảm nhận được, mà bản thân khế ước truy hồn thuật sẽ bóp chết hắn. Đây, hoàng đàn hơi do dự. Hắn hiểu rõ khế ước truy hồn thuật này, quả thực hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến thuật này. Nó quá mức nguy hiểm thuật này đòi hỏi hắn phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân chuyện này với hắn quá khó hồ cửu nhìn ra được ánh mắt do so dự của hoàng đàn cười khẩy nói như tôi nói đi theo tôi đương nhiên có nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng là phong quang vô hạn mà anh vẫn có hai lựa chọn một là khế ước truy hồn thuật hai là chết tại chỗ anh nói bằng giọng khẳng định hoàng đàn hơi run một chút hắn biết rằng con đường chờ hắn phía trước muốn sống chỉ có thể theo hồ cửu đám người gia tộc bí ẩn kia thì trước hay sau gì sau khi xong việc cũng sẽ tìm cách khử hắn ta hắn cùng dương minh thành đạt thành hiệp nghị chỉ vì muốn dựa vào bọn họ để thăng tiến mà bản thân hai người họ cũng tìm một đường rút lui bảo toàn bản thân hiện tại tình thế thay đổi hắn cũng không còn cách khác được tuy ánh mắt có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn còn yêu cái mạng này hoàng đàn quỳ trước hồ cửu thực hiện kết ấn thủ ấn cùng lúc sau cùng hắn nhỏ máu vào trận pháp tạo ra chuẩn bị kết thúc kết ấn vừa lúc này hồ cửu cũng nhanh chóng bắn vào một kết ấn khác giọt máu thấm qua hai kết ấn rồi biến mất hoàng đàn vô cùng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra yên tâm tôi chỉ giúp anh thôi hồ cửu cười bí ẩn cũng không giải thích sau này hoàng đàn nguyện một lòng trung thành cùng người hắn đây là thực sự chân thành hắn dám không chân thành sao ngại mạng mình quá dài hà tôi muốn thấy chấn hồn tụ nhanh nhất có thể vâng còn nữa sau này mọi thứ đều thông qua hiếu thủ thân phận của tôi cũng là chuyện bí mật nếu anh dám nói ra hồ cửu nhíu mày nhìn hoàng đàn cũng không nói tiếp tôi đã hiểu thái độ của hắn vô cùng thành khẩn anh hồ hắn sao lại giữ hắn bạch thố tròn mắt nhìn anh ánh mắt rưng rưng hắn có thể dùng anh cũng ngắn gọn đáp nhưng em sợ hắn bạch thố nhìn hoàng đàn cảm thấy vẫn có chút sợ lão bạch vỗ về cháu mình ánh mắt lão hắc nhìn hồ cửu ánh lên sự tự hào cùng hài lòng hai chúng ta già rồi nên để người trẻ lo liệu đi lão hắc nhìn lão bạch nói bạch ra bên kia đến lúc chấn chỉnh rồi bạch cư nhìn về phía bắc thở dài bạch thố còn đừng lo hắn ta đã có khế ước truy hồn thuật hắn chỉ có thể nghe lời anh hồ của con thôi ông nhìn cháu mình cảm thấy vẫn không yên lòng audio điện tử võ tấn bền chương 66, dung vị ra tù. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Hoàng Đàn nhận lệnh hội họp cùng đám hữu thủ. Ban đầu hắn thấy lão Lý cũng hơi bất ngờ, sau đó cũng hiểu ra. Xem ra quyết định lần này đi theo hồ cửu cũng vô cùng đúng đắn. Hồ cửu một đường quay về biệt thự Nhật Hạ. Hồ cửu, không phải lục thạc đi cùng cậu sao? Lục chỉ thấy chỉ có hồ cửu thì hơi bất ngờ. Lục thạc chưa về, hồ cửu hơi nhíu mày. Nhanh chóng gọi cho hào danh đạt, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tít tít kéo dài không có hồi kết chết tiệt anh có dự cảm không lành nhưng anh cũng không muốn lục chỉ lo lắng đành điều chỉnh thái độ cha yên tâm lục chỉ đi cùng hào tổng có lẽ đang trên đường về con ra ngoài một chút nói xong hồ cử nhanh chóng ra ngoài nhưng lục chỉ dù gì cũng đã trải qua bao chuyện chút biểu hiện kia của hồ cửu ông cũng cảm thấy có chút bất an hồ cửu vừa ra ngoài đã nhanh chóng gọi cho hiếu thủ vợ tôi cùng hào danh đạt mất tích. Tôi muốn trong thời gian nhanh nhất tìm thấy họ, sự cảm bất an của anh càng dâng lên. Vâng, ngài chờ tôi. Nói xong hữu thủ tập hợp hoàng đàn cùng lão lý, ít nhất hai người này cũng là người có thực lực nhất, quan hệ sâu rộng. Túc Trì vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm địa bàn thế giới ngầm của thành phố ra. Rất nhanh, hữu thủ đã phân ra hành động. Hồ Cửu lại có mặt nhanh chóng, hội họp cùng bọn họ. Long chủ, theo như tôi biết khi lục tiểu thư đi ra khỏi sảnh, Hào Tổng cũng đuổi theo. Sau đó có bóng dáng Phúc Thái Lâm, tiếp đó, các camera đều không còn hoạt động, Lão Lý nhanh chóng báo lại, Phúc Thái Lâm, hồ cửu gằn lên tên của hắn. Không khí xung quanh như cô động lại, lạnh lẽo vô cùng. Cha cho tôi, nếu vợ tôi có chuyện gì, hồ cửu nhìn về phía hoàng đàn. Hắn rụt cổ lại, quả thực hắn không biết nha, sao lại bị vạ lây thế này. Vâng, lòng chủ, họ đồng loạt cúi người. Hồ Cửu vẫn đang ngồi xem lại đoạn phim ngắn quay lại lúc Lục Thạc đi ra ngoài, anh chợt phát hiện có một số người áo đen từ xa cũng tiến lại. Mà Hào Danh Đạt cũng dường như nhận ra gì đó, anh ta có nói gì đó, nhưng vì camera tầng hầm bị hỏng không thể thu lại âm thanh. Các người đang thách thức sức chịu đựng của tôi rồi đấy. Anh tức giận vô cùng, trong lòng thì lo lắng không thôi. Chuông điện thoại lúc này reo lên. Long chủ, hiện tại có hai chỗ đáng nghi nhất, một là biệt thự phúc gia ở ngoại ô hai là biệt thự ở khu hồ di biệt thự hồ di lục gia hồ cửu tức giận để hoàng đàn theo tôi cậu cùng lão lý đến biệt thự ngoại ô bắt được bọn người kia đừng cho họ chết quá dễ dàng anh âm trầm nói vâng hồ cửu nhanh chóng đi đến biệt thự hồ di còn hoàng đàn bên kia cũng nhanh chóng chạy tới nhìn cổng biệt thự hồ cửu hơi nhíu mày lục gia bên này nếu thật sự nhúng tay vào thì anh không ngại diệt sạch lục gia Lục Thạc, xem như chúng ta tìm cho cháu một người chồng tốt. Phúc gia bên kia cũng đồng ý. Cháu tự thấy bản thân may mắn đi, Lục Hùng nhìn Lục Thạc bị trói chặt, miệng bị dán kính. Phúc thiếu ra, chuyện kia, Lục Hùng nhìn Phúc Thái Lâm thăm dò. Yên tâm, dù là gì gia tộc Phúc gia ở phía Bắc cũng không phải nhỏ. Mà chỉ cần tôi đồng ý, họ sẽ đầu tư vào Lục gia. Lục tiểu thư cũng có thể làm tình nhân lâu dài của tôi. Phúc Thái Lâm cười dâm tà nói. Vâng, vâng, Lục Hùng hèn mọn cười, đây là phòng cách âm. Hai người cứ tự nhiên, Lục Hùng nói xong thì ra ngoài chốt cửa lại ánh mắt Lục Thạc vô cùng hoảng sợ, nước mắt tuôn ra, miệng cô phát ra âm thanh ư ư như muốn xua đuổi Phúc Thái Lâm đi. Lục Thạc, em càng như vậy càng kích thích tôi đó, biết không hả? Phúc Thái Lâm xoa tay, môi liếm liếm, phía dưới phòng khách, Hồ Cửu đã xông thẳng vào, đón tiếp anh chỉ có Lục Quân, lão gia chủ cổ hũ kia thằng vô dụng mày tới đây làm gì lục quân quát to ông ta vẫn là thói quen cũ muốn quát tháo chỉ tay năm ngón coi mọi người luôn thấp hơn mình lục thạc đâu anh không muốn dài dòng với họ mày nghĩ mày đang ở đâu lục quân đạp mạnh bàn chuyện tiên hiệp hay tuyết hoa đứng bên cạnh ra vẻ quan tâm ông cụ lục lại tiến lên một bước như muốn vỗ lưng cho ông cụ lục hừ một thằng con hoang vô dụng như mày tư cách gì đến đây lục thạc có khi thấy mày vô dụng bỏ theo người khác liên quan gì đến lục gia mà đến đòi người bà ta cay độc nói muốn trách thì trách bản thân vô dụng đi lục xuyên thấy thế cũng không yếu thế đi lên ngắn trước mặt hồ cửu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh hừ một tên vô dụng mà thôi kêu người đuổi đi đi làm ông nội tức giận rồi lục xuyên tỏ vẻ quan tâm tôi không rảnh đôi co nếu để tôi tìm ra lục thạc ở đây các người chỉ có một con đường chết nói rồi hồ cửu phất lờ lời nói của bọn người lục gia trực tiếp muốn đi lên tìm kiếm lục gia này anh cũng không lạ gì chỉ còn hai phòng ngủ cách âm ở tầng trên ngoài ra cũng không còn nơi nào nữa lúc trước anh mua căn biệt thự này tặng cho lục thạc chính là muốn một nơi thoải mái nên căn biệt thự này anh rõ ràng nhất mày muốn chết lục xuyên còn tức giận chuyện lúc trước bị hồ cửu đánh khi đó là do hắn chưa chuẩn bị giờ thì có chuẩn bị rồi hắn không tin là không làm gì hồ cửu được dù gì hắn cũng là võ sư đai đen nhị đẳng nha. Cút, hồ cửu trầm giọng. Lục xuyên tức giận tung một cước về phía hồ cửu, nhưng còn chưa chạm được tới anh, đã bị hồ cửu chụp được chân, một quyền đánh bay ra xa. Á, à, giác, lục hùng lúc này từ trên tầng 2 đi xuống, có chuyện gì? mươi 67, dung vị ra tù 2. Lục hùng thật ra cũng đã nghe động tính, chỉ là ông ta muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhìn đi, tên khốn này còn muốn làm loạn lục ra. Tuyết hoa chanh chua nói, hư, hồ cửu, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Một kẻ bất tài vô dụng như cậu thì có thể làm gì cho ai? Lục hùng khinh miệt nói, lục xuyên lúc này mới bỏ dậy, cảm thấy hồ cửu thật sự không nương tay, đau nhức toàn thân. Thật ra hồ cửu đánh lục xuyên đã giảm lực đạo rất nhiều, nếu không thì hắn ta đừng hòng lành lặng mà đứng dậy. Đưa lục thạc ra đây, hoặc lục ra các người đừng hòng xuất hiện nữa. Hồ cửu lạnh mặt ra lệnh, hư, tao muốn xem mày làm gì được đấy. Xem như có chúng bản lĩnh đấy, thì sao nào? Còn hơn được vệ sĩ mới của tao sao? Lục Xuyên ôm tay đau đơn, tức giận quát. Người đâu rồi, đánh gãy chân tay nó cho tôi. Hắn vừa nói vừa chỉ vào hồ cửu. Vừa dứt lời, một đám vệ sĩ xông ra, dường như đã có chuẩn bị từ trước. Đám người này được thuê về làm vệ sĩ cũng quá miễn cưỡng. Một tốp thì xăm trổ đầy người, vẻ mặt bặm trợn. Tốp khác lại khá chuyên nghiệp, Vẻ mặt lạnh tanh, đặc biệt, bọn họ đều có vũ khí trên tay, không gậy gộc cũng là mã tấu, trường đao. Cứ như sắp có chiến trận đến nơi. Xem ra các người là có chuẩn bị trước. Thảo nào, Hồ Cửu lạnh nhạt nói, "Hư, chuyện tốt của Lục gia hôm nay, đừng mong phá hủy." Dù là ai cũng không thể, Lục Quân nện gậy xuống sàn nhà nói lớn, "Một đám người Lục gia thật sự không cam tâm, nhiều lần tìm đến Phúc Thái Lâm cầu cạnh." Tuy nhiên hắn ta vẫn một mực giữ điều kiện cũ, chỉ cần lục thạc ngoan ngoãn làm nhân tình của hắn, thì đừng nói là lợi ích, mà hắn có thể dùng một phần nhỏ thực lực chi chính ở phía bắc để vực dậy lục ra. Lục quân nhớ tới hào quang lúc trước, đi đâu cũng có người kính để e sợ, lão già hồ đồ này vậy mà bán đứng cháu gái mình. Vậy là các người cũng chịu thừa nhận, hồ cửu xoay xoay cổ tay. Anh không ngại đối đầu với bọn vệ sĩ kia, chỉ là anh gấp lắm rồi. Anh không lạ gì nhân phẩm chó tha của bọn người này, mà vừa rồi lão già kia còn nói là chuyện tốt. Hồ Cửu ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cấp bách, ngay lúc này Hồ Cửu chuẩn bị ra tay thì Hoàng Đàn vừa tới. Thưa ngài tôi tới trễ, vì quá vội nên giọng Hoàng Đàn có chút hồn hền. Vừa kịp, Hồ Cửu cười đáp. Hoàng Đàn nhìn đám người kia, cảm thấy bản thân thực sự hao mòn tinh lực quá nhiều rồi. Lúc trước chỉ là hưởng thụ, ai mà ngờ chứ, có lúc phải tự thân vận động thế này. Hoàng Tổng, sao lại, lục hùng nhìn thấy hoàng đàn thì hơi run rẩy ông biết tôi rồi thì còn muốn để họ xông lên sao hoàng đàn tức giận nói tức giận suy cho cùng là vì bởi họ mà hắn bị hồ cửu hành chết mất mệt chết hắn rồi nhưng lục hùng còn đang phân vân hừ có gì không dám đánh đánh chết cả hai đứa nó cho tôi lục hùng còn chưa kịp nói lục quân đã ra lệnh phải nói lão già lục quân vì nhiều năm vinh mặt lại không hề tìm hiểu gì về thế lực hiện tại luôn cho rằng chỉ cần bản thân có tiền thì ai cũng quy phục. Ông ta làm gì biết được thời thế bây giờ không chỉ có tiền mới nói chuyện được, gia tộc lớn luôn có những nhân sĩ bí ẩn bảo vệ gia tộc, còn có vị trí tôn sùng riêng. Mà thực lực hoàng đàn thì khối gia tộc giành nhau xin đãi ngộ, Lục Hùng cũng không kịp ngăn cản. Chỗ này giao cho cậu." Hồ Cửu nói xong xông thẳng lên tầng 2. Đám vệ sĩ vẫn chưa kịp định thần vì tốc độ của Hồ Cửu quá nhanh, hoàng đàn lại chắn ngang trước họ hắn ta còn làm một loạt hành động thủ ấn kết giới cùng trận pháp những hành động này vào mắt bọn họ chính là đang làm trò gì đó quái dị họ cũng không mấy quan tâm trực tiếp nhào lên choang a a a có quỷ rắc từng tên to con ngã quỷ, có người bị đánh văng ra xa đồng tử của những người còn lại co rụt họ không hiểu tại sao lại như vậy rõ ràng hoàng đàn cũng không có làm ra động tác gì quá lớn mà đám bọn họ còn đông người như vậy lại không thể nào động tới chỗ hoàng đàn đây không có quỷ là gì ông tự lo đi chúng tôi chỉ giải quyết người thôi quỷ thì tôi chịu đi nhanh đi tên cầm đầu nói xong thì đi thẳng kéo theo đàn em chạy ra ngoài bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quỷ dị như thế này không quỷ ám thì cũng đang tu loại tà công gì đó bọn họ thà liều mạng đánh nhau còn đây là họ không biết đánh với ai lại quỷ dị như thế kia này này các người, lục hùng gọi với theo. Ông ta cảm thấy lần này lại không thành rồi, hoàng đàn này nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn. Tuy lục hùng không biết nhiều về hắn, chỉ là trong giới thượng lưu ai cùng nể mặt hắn ta vài phần. Cho nên linh cảm của ông ta có chút đúng. Hoàng Tổng, đừng tức giận, kia có lẽ hiểu lầm. Lục Hùng muốn giải vây, ý ông là cho người đánh tôi là hiểu lầm. Hoàng đàn đen mặt với lý do ngáo ngơ này. Lục Quân tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng ông ta vô cùng sĩ diện, không bao giờ nhận bản thân mình yếu thế. Hừ, chẳng lẽ anh còn dám đánh lão già này? Lục quân ngang ngược nói. mươi 68, dung vị ra tù ba. Hoàng đàn cảm thấy lão già này có phải là già quá nên lẫn rồi không? Trước giờ ra tay diệt người còn phân biệt già trẻ sao? Ông nói xem, tôi dám không? Hắn ta vuốt ve tay mình, gương mặt vô cùng lạnh lùng. Hoàng tổng, ngài bỏ qua cho cha tôi. Ông ấy, ra rồi, không biết nhiều, người không biết không có tội lục hùng lên tiếng muốn xoa dịu nhưng lục quân lại không quan tâm nhìn lục hùng nói mình không biết nhiều vì già ông ta càng tức giận hơn đồ con bất hiếu sao mày dám nói cha mày thế hả lúc tao còn đang lăn lộn mày còn chưa ra đời đấy lục quân chĩa gậy vào mặt lục hùng mà chửi cha à đây là lục hùng hơi giật mình ấp úng nói lục hùng cũng vô cùng khó chịu nếu không vì lão già này cứ khư khư giữ kỹ tài sản còn đang nắm quyền quản lý thực tế thì Lục Hùng có lẽ cho ông ta vào viện dưỡng lão. Lão nhị Lục Bạch hiện tại bị ông ta cử đi công tác không có mặt ở đây, ông ta phải nhanh chóng tìm cách lấy hết mọi thứ. Nếu Lục Quân xảy ra chuyện thì tài sản kia vẫn phải chia làm ba, mà Lục Hùng thực sự không muốn điều này. Ta ở đây, ai muốn làm gì làm đi. Ta không tin có ai dám làm gì tới ta. Lục Quân đứng ra, tỏ vẻ hiên ngang. Ông ta lớn tuổi rồi, dù có gì đi nữa thì ông cũng không tin là ai có thể làm gì được ông bốp lục quân trao đảo ngã sắp xuống ghế đệm rất may đây không phải là ghế gỗ nếu không ông ta có lẽ phải vào viện rồi lão già tôi chưa quen khống chế lực đạo ông chắc chưa chết được hoàng đàn mạnh mẽ vang dội tát cho lục quân một cái may may lục quân ôm mặt vừa cảm thấy nhục nhã vừa không ngờ hoàng đàn lại dám ra tay đánh ông ông ta luôn nghĩ dù sao bản thân cũng là trưởng bối bất kỳ ai có không thích ông ta tới đâu cũng sẽ không dám làm gì ông. Hôm nay vậy mà có kẻ dám đánh ông ta, còn tát thẳng vào mặt ông ta. Ông muốn thêm một cái. Hoàng đàn hỏi. Lục xuyên lúc này muốn xông lên tầng 2 theo hồ cửu, lại bị hoàng đàn chặn ngang. Tránh ra, đây là lục gia, tôi muốn đi còn cấm sao. Lục xuyên lý lẽ, chờ anh ta xuống, cậu sẽ được lên. Hoàng đàn chấn giữ ngay cầu thang đi lên, không ai dám đi qua thách thức hắn. Hồ Cửu sau khi lên trên cũng nhanh chóng tìm ra phòng lục thạc bị nhốt, chính là cửa lại bị khóa bên trong. Dầm! Anh đạp mạnh vào cửa, cánh cửa cuối cùng cũng bung ra. Trước mắt anh là cảnh tượng khó coi nhất, Phúc Thái Lâm chỉ mặc mỗi cái quần con, còn lục thạc bị trói chặt, bị tên Phúc Thiếu ra kia xé nát váy, chỉ là chưa xé hết những nơi nhạy cảm. Nước mắt lục thạc tuôn ra, cảm giác tuyệt vọng bùa vây. Bốp! Hồ Cửu tức giận, đạp tên Phúc Thái Lâm kia ra, lại đá một phát vào chỗ kia của hắn cú đá này đảm bảo hắn tuyệt tự tuyệt tôn về sau nha anh cởi trói cho lục thạc cởi áo khoác rồi choàng lên người cô hồ cửu nhìn thấy cô khóc thì hơi lúng túng đừng sợ anh đây anh nhẹ nhàng vỗ về cô rồi bế cô lên nhanh chóng đi xuống hoàng đàn tìm hào tổng đi hồ cửu nói xong thì đưa lục thạc ra khỏi lục ra nhưng trước khi ra khỏi cửa anh quay người lại nhìn đám người lục ra tôi muốn trong một tuần lục gia không còn xuất hiện trong giới thượng lưu nữa càng không có khả năng ngóc đầu đừng để họ chết để họ trải nghiệm cái gì gọi là bị khinh thường nói xong anh ôm chặt lục thạc lên xe hoàng đàn lúc này nhìn đám người lục gia cảm thán động ai không động lại động vào người không nên động lục hùng lúc này có chút bất an nhìn thái độ kia có lẽ hoàng đàn là người theo hồ cửu như vậy thân phận hồ cửu có thể được hoàng đàn trợ giúp thì nghĩ đến đây lục hùng cũng không dám nghĩ tiếp mày là cái thá gì mà động tới lục gia của tao? Lục quân chửi đồng theo, hào danh đạt đâu, hoàng đàn gần giọng hỏi. Cả ngày hôm nay hắn ta khá mệt, muốn nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn đón dung vị, hắn còn chưa muốn mệt chết. Bốp, rắc, hoàng đàn nhanh chóng tát một cái vào mặt lục xuyên, đồng thời bẻ quạt tay hắn ra sau. Nói, tôi nói, hoàng tổng xin nương tay. Hào danh đạt ở dưới cốp xe của anh ta. Lúc đó anh ta can ngăn, chúng tôi đành trói anh ta để đó lục hùng run rẩy nói ông ta chỉ có mình lục xuyên không thể cứ thế bị hủy được hoàng đàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ của hồ cửu thì đi về nhà nghỉ ngơi bọn lục gia cứ cho rằng như thế là xong nhưng chờ đợi bọn họ chính là điều còn khủng khiếp hơn trên xe hồ cửu không nói gì lái xe thẳng về nhà lục thạc có cảm giác như đứa trẻ làm sai sợ sệt nhìn anh đừng sợ chỉ cần em an toàn là đủ anh cũng thực sự không biết nói gì hơn. Những gì anh làm thời gian sẽ chứng minh, rồi cô cũng sẽ hiểu, hồ cử tin vào điều này. Lúc này, hữu thủ gọi đến. Long chủ, dung vị bên kia sắp xếp xong, ngài muốn tự đến hay, được, tôi thu xếp xong sẽ qua. Anh dứt khoát nói. Đừng về nhà, cha tôi sẽ lo. Lục thạc chợt lên tiếng. mươi 69, dung vị ra tủ 4. Nhìn lục thạc, anh lại có vẻ ái náy, chỉ vì anh không ở cạnh cô trong nhiều năm, chỉ vì anh thất bại mà đám người bọn họ mặc nhiên trà đạp xỉ nhục cô đây là có phải là sự thất bại lớn nhất của anh hồ cửu ánh lên tia lửa anh sẽ biến thành phố ra này trở thành một nơi trong sạch nhất tạo ra một thế lực lớn nhất hùng hậu nhất để lục thạc có thể dựa vào cũng có thể an toàn mà vùng vẫy tự do đừng lo hồ cửu lái xe đến khu bạch nguyệt cha mẹ dung vị vẫn chưa ngủ hai người già vẫn thao thức từ khi họ nghe tin con trai có thể ra tù họ dường như đứng ngồi không yên vui mừng bất ngờ còn có đau xót đang sen đây là lục thạc hơi không hiểu em vào đi ở đây ấm người một chút sau đó anh sẽ để hữu thủ đưa em về hồ cửu nhẹ nhàng mở cửa ôm cô chặt trong lòng lúc này dung thất nhìn thấy hồ cửu ôm lục thạc đi vào thì hơi bất ngờ tuyết ngụy vội đi ra giúp một tay cùng là phụ nữ bà nhìn qua cũng biết được kia là có chuyện gì đo không hay ông vào nấu tí nước ấm đi pha tí trà tuyết ngụy nhanh chóng nói với dung thất con đưa lục thạc vào phòng đi vẫn còn chống một phòng ở trên đó tuyết ngụy quay sang ra hiệu cho hồ cửu vâng con cảm ơn hồ cửu cười rồi đưa lục thạc vào thẳng phòng lục thạc có chút bất ngờ cha mẹ dung vị vậy mà ở đây vào phòng hồ cửu để lục thạc xuống giường anh sẽ để mẹ nuôi chuẩn bị cho em ít đồ đừng sợ anh vỗ vỗ tay cô muốn cô không quá lo lắng cha mẹ dung vị Hai bác, lục thạc muốn hỏi thăm nhưng chợt nhớ gì đó, cũng im bặt. Cô từng nghe tới cha mẹ dung vị ở khu ổ chuột, cô nhiều lần muốn giúp đỡ, nhưng mỗi lần cô muốn đến khu ổ chuột lại có đám côn đồ ở đó. Có lẽ lúc đó sinh lòng sợ hãi, cô cũng định quá một đoạn thời gian sẽ quay lại. Vậy mà cô cũng quên đi. Nói cô không ấy náy sao được chứ? Không sao, cha mẹ nuôi rất tốt, em có thể xem đây là nhà chồng của mình. Hồ Cửu cười, cười cười nói, cha mẹ nuôi, lục thạc hỏi lại đúng vậy cứ xem như là nhà cha mẹ chồng thôi hồ cửu cười nhấn mạnh từ cha mẹ chồng lục thạc hơi xấu hổ tôi đồng ý gả cho anh sao cô hơi khó chịu nói lúc trước quả thực quen anh muốn lấy anh là chuyện cô muốn cũng là lục gia muốn cô cảm thấy anh lúc đó phong quang vô hạn tự tin cuốn hút nhưng hiện tại hồ cửu thực sự không còn như trước bản thân cô cảm thấy hơi thất vọng nghĩ tới lúc nguy cấp cũng chỉ có anh ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, sẵn sàng làm mọi thứ. Cô lại cảm thấy yên lòng đến lạ, cộc, cộc, tiếng gõ cửa làm cho lục thạc thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hồ cửu, đồ này tuy hơi cũ nhưng có thể vừa với lục thạc, còn đưa cho vợ con đi. Tuyết Ngụy nhẹ nhàng nói, cảm ơn mẹ nuôi, anh cười nhìn mẹ nuôi của mình. Dưới nhà mẹ cũng làm chút cháo ấm, ăn một chút cho ấm người. Bà lại tiếp lời, lục thạc hơi xấu hổ cuối xuống con chào bác cô lên tiếng dù sao người ta cũng giúp đỡ mình cô không thể xem như không có gì được con nằm nghỉ một chút đã con là vợ hồ cửu xem như là con của nhà này đừng quá khách khí tuyết ngụy vội nói bà sợ lục thạc lại thấy ngại nên cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi trả lại không gian cho hai người đó là mẹ chồng của em hồ cửu ngắn gọn nói tuyết ngụy đi đến cửa nghe câu nói này trong lòng ấm áp hẳn tôi chưa đồng ý năm đó cũng chưa đăng ký kết hôn. Lục Thạc cúi đầu nói, đúng, khi nào em muốn chúng ta sẽ đi. Hồ Cửu cười cười, không muốn, Lục Thạc quay mặt về chỗ khác, mặt cô đã đỏ tới mang tai. Đây là đang trêu ghẹo cô sao? Anh muốn cho em một lễ cưới lớn nhất thành phố ra này, đừng nói là thành phố ra, mà phải nói là oanh động các phương. Anh khẳng định, đồng thời mang theo ánh mắt hy vọng. Đừng nói những điều không thể, chuyện kia tôi vẫn chưa tính sổ với anh đâu lục thạc cứng miệng nói anh đi đi tôi xuống sau hai bác chờ dưới nhà lục thạc xua tay nói sao lại phải đi hồ cửu khó hiểu hỏi tôi muốn thay đồ cô giận dỗi nói anh không ở lại được nghe vậy anh lại cười xảo trá không được đi nhanh lục thạc quát lên em nhớ gọi cho cha vợ cha lo lắng cho em trước khi ngoan ngoãn ra ngoài hồ cửu không quên nhắc trong lòng anh thật không cam tâm nha dù gì đó cũng là vợ anh vợ thay đồ chồng ở cùng phòng cũng không có sai mà. Xuống phòng khách, anh thấy hai người già ngồi cạnh nhau nhìn xa trông ngóng. Cha mẹ nuôi, hai người nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng, anh biết họ trông chờ ai, trông chờ điều gì. Hồ Cửu, thực sự dung vị được thả sao, nếp nhăn trên mặt dung thất như run theo từng câu nói của ông. Đúng vậy, sáng sớm mai cậu ấy sẽ về với chúng ta. Lòng Hồ Cửu cũng vô cùng nôn nao, tốt rồi. Ông trời có mắt, tuyết ngụy như muốn khóc. chương 70, nguy hiểm trùng trùng. Hồ Cửu nhìn gương mặt già nua của tuyết ngụy thì lòng lại có chút áy náy, nếu anh không đi quá lâu thì có lẽ cha mẹ của Dung Vị cũng không tới mức này. Nhớ lúc trước tuyết ngụy cũng là một tiểu thư xuất thân danh giá, sau đó lại là phu nhân của một vị quan chức là Dung Thất. Ai mà ngờ, họ hại Dung Vị, còn hại cả cha mẹ của anh ta. Hồ Cửu cứ nghĩ tới chuyện này lòng Hồ Cửu như dậy sóng. Mẹ nuôi, đừng lo lắng mọi người nên chuẩn bị rồi cậu ấy sẽ sớm về đây hồ cửu vỗ vỗ tay an ủi hồ cửu chúng ta có thể đến đó đợi dung vị không dung thất sốt ruột bây giờ mới lên tiếng hồ cửu hơi khó xử nhìn vẻ mặt bọn họ anh biết cha mẹ nuôi rất sốt ruột nhưng chuyện dung vị ra tù là do anh cưỡng ép từ nhiều phía mà người hạm hại bọn họ thế lực cũng không nhỏ e rằng dung vị ra tù không hề yên ổn anh không muốn để cha mẹ nuôi thấy nhiều cảnh chết chóc tuy hữu thủ cùng túc chỉ có chuẩn bị, phía bên cha vợ lục chỉ cũng có người bảo vệ. Nhưng lòng anh vẫn lo lắng, liên quan tới người thân anh không thể dừng dưng được. Cha mẹ nuôi, hai người vẫn nên ở nhà, con hứa sẽ đưa dung vị trở về nguyên vẹn. Hồ cửu cúi đầu, thật sự không thể nói nên lời. Tuyết Ngụy định nói gì đó đã bị dung thất chặn ngang. Được, được, đợi nhiều năm vậy rồi, thêm một chút cũng không sao. Hãy đảm bảo cả hai đứa đều an toàn quay về dung thất cũng biết chuyện lần này có vẻ hung hiểm không phải tự nhiên bọn họ bị đám côn đồ ức hiếp càng không phải tự nhiên mà bọn họ luôn bị người khác chặn đường kêu oan cho con trai có lẽ lần này nguy hiểm khó nói hết được dung thất già rồi tuyết ngụy lại là có bệnh tim ông không thể để vợ mình chịu đựng những chuyện ảnh hưởng sức khỏe nữa nghe ông chỉ cần cả hai an toàn là đủ tuyết ngụy rơm rớm nước mắt lục thạc đứng ở trên cầu thang cũng nhìn rõ một màn này nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống tuy hồ cửu bị hãm hại đến thảm nhiều năm cũng không có thành tựu nhưng tình nghĩa của hồ cửu cũng làm cho cô cảm động mà cha mẹ dung vị cũng là số khổ cô cũng biết họ bị hại thảm nhưng lại không thể làm gì đi đón dung vị đi đừng để anh ấy đợi tôi sẽ chăm sóc cho hai bác lục thạc lên tiếng em ổn chứ hồ cửu nhìn lục thạc anh muốn đưa cô tới đây cũng vì một phần là sự an toàn của cô con có sao không tuyết ngụy lo lắng hỏi dù sao với một cô gái mà nói, xảy ra chuyện gì đó không hay cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Con ăn chút gì đi, mẹ cũng nấu đồ xong rồi. Ngồi ăn đi, Tuyết Nguy cố nén nước mắt nói. Dung Thất nhìn vợ chuẩn bị đồ ăn cả ngày để bản thân giảm bớt sự hồi hộp, ông cũng đau lòng. Ông cũng vô cùng nôn nao, chỉ là ông không thể làm gì được. Ăn thôi, Dung Thất lên tiếng. Giờ phút này một bàn đồ ăn nhưng không ai ăn vào cả. Dung vị, thật sự sẽ ổn lục thạc lên tiếng hỏi hồ cửu sẽ ổn hồ cửu khẳng định bên đó cũng là nhờ người kia ý lục thạc muốn hỏi anh có phải đang nhờ vào người chiến thần gì kia hồ cửu chỉ gật đầu điềm tĩnh ăn uống như bình thường đồ ăn mẹ nấu vẫn ngon như vậy tuyết ngụy gượng cười ngon thì ăn nhiều một chút không khí xung quanh hơi gượng gạo dung thất cũng không thể ăn nổi lục thạc cùng tuyết ngụy ngồi cùng nhau không ăn gì cả được rồi có người bảo vệ ở đây dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. con đi đón dung vị. hồ cửu đứng dậy, mặc áo khoác rời đi, cũng không quên dặn dò sẽ có gì đó sao. tuyết nguy có một dự cảm không lành. đừng lo, hồ cửu sẽ tự biết lo liệu. dung thất biết, lần này dung vị ra tù, không biết bằng cách nào mà hồ cửu có thể làm được. nhưng với kinh nghiệm của ông, thì hôm nay hồ cửu cùng dung vị phải về được đến nhà mới được xem là tạm thời an toàn. ít nhất còn pháp luật không ai xông vào nhà dân mà giết người rồi huynh hoang được, huống hồ nhà này hồ cửu đã có sự chuẩn bị. Đây, sẽ nguy hiểm lắm sao? Lục thạc lờ mờ cũng có một loại dự cảm xấu. Phải nói phụ nữ luôn có một giác quan nhạy bén trong những trường hợp này. Em chỉ cần ở cùng cha mẹ nuôi. Nhớ lời anh, chỉ cần không phải là anh hay hữu thủ thì bất kỳ ai đến cũng không được mở cửa. Ngoài kia có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Nhớ rõ, hồ cửu dặn dò anh cũng có sự rằng chuyện dung vị bị hãm hại không đơn giản vì đố kỵ hay chiếm đoạt công thức độc quyền gì kia mà người đứng ở sau có lẽ muốn có gì đó từ dung vị e là bản thân dung vị cũng không biết còn đi đây chờ chúng con về hồ cửu cười rồi quay đi tuyết ngụy được lục thạc đỡ lên lúc này bà đã quá mức kích động tim đập khá nhanh như muốn xỉu không sao đừng lo chỉ là vui mừng thôi tuyết ngụy tự biết bệnh tình bản thân giờ phút này bà chỉ mong dung vị cùng hồ cửu có thể trở về Audio điện tử võ tấn bền. chương 72, dung vị khác lạ. Hồ Cửu cho chút bất an trong lòng, dung vị trong tưởng tượng của anh không phải thế này. Nhưng dù sao có lẽ lăn lộn trốn lao tù, vất vả cực nhọc là vậy, anh cũng không thể trách dung vị được. Nhiều năm qua cậu chịu khổ rồi. Hồ Cửu vỗ vỗ vai người anh em của mình. Tôi nghe nói nhiều năm qua cậu đi tha phương, mà hôm trước. Tôi cũng có nghe một số người đồn đại cậu phá tiệc đính hôn của Mộc Thúy Lan dung vị hơi ái ngại hỏi nghe tới cái tên mộc thúy lan hồ cửu chợt hiểu ra người anh em mốc này của anh cái gì cũng tốt chỉ có nhìn phụ nữ có lẽ không tốt lắm mà biết được thông tin này có lẽ có người đã nói cho anh ta còn là xuyên tạc thông tin cậu xem đi cậu vì ai mà ngồi tù cô ta hãm hại cậu như vậy còn muốn được yên ổn hồ cửu hư lạnh nói hồ cửu cậu khác rồi dung vị thở dài nói nhiều năm qua dung vị trong tù ăn đủ hành hạ nếu không bị họ bắt dùng tay đào hố thì cũng là bắt dùng tay móc bồn cầu bao nhiêu nặng nhọc bẩn thỉu đều phải làm bằng tay tôi đến còn phải đề phòng bọn người kia hãm hại đủ đường nhiều năm qua từng chút một dung vị luôn cố gắng cái anh ta chờ đợi chính là giữ cái mạng được thoát khỏi đây nhưng cái đêm định mệnh cách đây hai tháng đã làm dung vị hoàn toàn tuyệt vọng anh ta luôn cảm thấy bản thân dơ bẩn đến cực điểm mà vừa sau đó một tháng lại có người phát tin cho dung vị nói rằng có người muốn cứu anh hãy cố gắng rồi sẽ được ra ngoài sớm. Dung vị chờ đợi bao lâu, tuyệt vọng đến cực điểm giờ lại được thắp sáng, không cố gắng sao được, anh ta còn cho rằng đó là một gia giúp anh ta. Lại không ngờ, tớ nên như 5 năm, năm về trước để bọn họ trà đạp. Hồ Cửu cảm thấy có gì đó không đúng, Dung vị sao lại có bộ dạng như thế này. Đi thôi, lên xe rồi nói tiếp, cũng không thể cứ đứng đây mãi. Hồ Cửu lên tiếng trước, kéo tay bạn mình lên xe. Tên lính lúc nãy thấy hồ cửu đón được dung vị thì lên xe đi mất, cậu ta cũng chỉ biết cúi đầu đi vào. Nhưng vừa đi giữa chừng lại thấy cổng trại giam mở ra, một tên cao to lực lưỡng, bộ mặt biến thái vô cùng, tay vác một túi đen gì đó đi ra. Cậu lính mới hơi bất ngờ, chẳng phải tên này có mức án 7 năm, cũng chỉ mới vào được vài tháng, sao lại ra rồi? Nhưng cũng không thể hỏi gì đành về vị trí, mà đón chờ cậu lính kia chính là sự mắng chửi của đội trưởng. Trên xe, không khí có chút nặng nề. Cha mẹ tôi, Dung Vị cũng mở lời trước. Cha mẹ nuôi vẫn ổn, mọi người đều chờ cậu. Hồ Cửu không nhanh không chậm trả lời. Cậu, nhiều năm qua, trong lòng Dung Vị có chút chua sót, có chút ganh tị. Anh ta không rõ bản thân mình thế nào, từ cái đêm định mệnh kia, anh ta luôn cảm thấy chán ghét những người xung quanh mình. Tuy lòng Dung Vị biết Hồ Cửu cũng bao nhiêu khó khăn, cực nhọc, đều là bị hãm hại làm gì ai hơn ai chứ nhưng trong lòng dung vị nhìn thấy hồ cửu vẫn khí thế đến đón mình trong lòng anh ta có chút gì đó không cam lòng hồ cửu cũng không kể lể chuyện đã giúp đỡ cha mẹ dung vị anh sợ làm dung vị đau lòng nhiều năm qua tớ có chút trật vật nhưng giờ ổn rồi có thể bảo vệ cậu cũng có thể tìm những kẻ năm đó báo thù hồ cửu ánh mắt lóe lên tia sáng dung vị nghe vậy thì cúi đầu cũng không có ý kiến gì có lẽ bao năm ở trong tù đã mài mòn ý chí của anh ta bỏ đi Trả thù được gì chứ? Họ không phải người chúng ta có thể động vào." Dung vị thấy thiểu, không muốn gây thêm chuyện, bao năm qua anh ta chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. "Cậu có chắc chắn chúng ta không trả thù thì bọn người kia sẽ cho chúng ta sống yên ổn?" Hồ Cửu nhướng mày, trong lòng anh hiểu rõ, bao năm cực khổ trong tù giam, có lẽ ý chí còn sót lại để Dung vị sống tiếp chính là cha mẹ cùng vị hôn thê kia. "Chỉ là, bộ dạng này có phải có chuyện gì xảy ra mà anh không biết?" với thái độ kia của dung vị e là có hỏi cũng không nói thôi cứ về đã dù sao mọi chuyện sẽ tính toán sau hồ cửu cảm thấy không thể cứ kéo căng được dù sao dung vị đã gặp chuyện gì anh cũng chưa điều tra rõ nhưng với hiểu biết của anh về dung vị thì có lẽ người anh em tốt của anh đã gặp một chuyện gì đó kinh khủng mà kẻ gây ra chắc chắn là người của bọn gia tộc kia cài vào hồ cửu nhìn ra cửa sổ tay bất giác nắm chặt các người cứ đợi đấy từng thứ một các người sẽ phải nhận lấy, những gì các người đã tạo ra, tôi chắc chắn sẽ làm cho các người trả gấp bội. Nhưng rất nhanh suy nghĩ của anh bị kéo lại. Đoàn, một tiếng súng vang lên, hồ cửu nhạy bén cúi đầu kéo dung vị cúi xuống, trong vô thức dung vị có chút sững sờ không biết kia là có chuyện gì. Ngài cẩn thận một chút, hữu thủ vừa lái xe vừa cảnh báo, đám người này muốn chết, hồ cửu lạnh lùng thốt lên, hàn khí từ người anh tỏa ra. Dung vị cũng cảm thấy có chút dùng mình đây là gì chứ, ngay cả khi ra tù bọn họ cũng không tha sao. Dung vị có chút thất thần, nhưng hồ cửu thấy rõ, dường như dung vị biết được kẻ sau màn. chương 73, ám ảnh đen tối. Chuyện này nói sau, xử lý bọn chúng trước rồi mới nói. Hồ cửu nhíu mày. Dung vị cùng gật đầu đồng ý, sau đó cũng tự thân phòng thủ, ôm đầu người sụp xuống sàn xe. Hiểu thủ, người của chúng ta đến chưa? Hồ cửu nhìn một vòng rồi hỏi. Đã đến, Hữu thủ đáp nhanh cũng không một câu dư thừa. Bỗng một chiếc xe màu đen ở phía sau, tốc độ vô cùng nhanh như muốn ép sát chiếc xe của Hồ Cửu. "Cậu ổn chứ?" anh hỏi Hữu thủ. "Ngài yên tâm, kỹ năng lái xe của tôi vẫn chưa quá tệ." Hữu thủ cười rồi va chạm mạnh vào sườn chiếc xe đen kia. Chiếc xe của họ bị rung lắc một chút, Dung Vị nhìn bộ dạng Hồ Cửu thì hơi bất ngờ, bao năm qua Hồ Cửu đã trải qua những gì để đạt được bản lĩnh như vậy chứ? Lòng Dung Vị hơi trùng xuống. Họ xuất hiện rồi. Hiếu thủ vừa dứt lời, tiếng súng vang lên dồn dập. Chiếc xe đen kia bị một lực gì đó tác động, lật ngược bên cạnh đường, may mắn đoạn đường từ trại giam về thành phố đều là vùng đồng cỏ trống, phải mất thêm 15 phút mới có thể về tới thành phố. Cho nên bọn người này chỉ có thêm 15 phút, nếu vào khu dân cư thì không thể làm gì rồi. Nếu phát sinh án mạng ở khu dân cư thì rất rắc rối, mà bọn người kia chưa có lá gan đó. Hồ Cửu nắm chắc điểm này, chỉ cần đảm bảo bọn họ an toàn thêm 15 phút là đủ. Quá mỏng. Hồ Cửu nhìn một màn bên ngoài cảm thấy lực lượng của mình quá ít. Sau việc này anh cần mở rộng thế lực của mình mới được, tuy nhận được thế lực từ lão hắc, nhưng Hồ Cửu cảm thấy thế lực kia tuy lớn rộng nhưng cũng chỉ đủ bảo vệ bản thân. Thứ anh cần chính là một chỗ dựa cho người thân của anh, là một thế lực thao túng mà ai cũng e rè. Hồ Cửu, đây là thế nào? Dung vị cảm thấy không đúng anh ta biết chuyện năm ấy là có người hãm hại bọn họ, cũng biết rằng thế lực kia rất lớn, cũng không phải là một hai gia tộc thành phố tỉnh này. Mà thứ họ cần không phải là hồ cửu hay anh ta, mà chính là công thức dược liệu có thể hồi kiện thân thể dù là người già dạ yếu. Môn tình tổng tài. Nhưng thật ra dung vị chỉ tình cờ chế nghiệm thành công một lần, sau đó đều không đạt được nữa, mà công thức kia cũng không phải công thức hoàn chỉnh. E là khi họ lấy đi công thức kia, chính là muốn bí mật này không ai được nói ra, nhưng vẫn sợ sai sót nên mới hại dung vị vào tù, mà hồ cửu quả thực không hề biết chuyện kia nên cũng chỉ mặc kệ bị lưu lạc đầu đường xó chợ. Dung vị không nói chuyện này với hồ cửu vì thời điểm đó anh ta có lòng riêng, tuy nhiên một màn tra tấn trong tù kia làm anh ta thêm chán nản hận đời. Chưa kể, chuyện anh ta bị tên đàn ông xấu xí bẩn thỉu kia hành hạ lăn lộn trên giường với hắn tới mức xém chết, còn bị hắn đẩy đọa như một tên biến thái. Dung vị không thể nào chấp nhận được, nhiều lần anh ta muốn chết nhưng lại luôn có người như muốn cứu giúp anh ta có lẽ vì công thức kia chưa hoàn chỉnh họ muốn trả thù dung vị nên mới muốn anh ta sống không bằng chết chuyện này một hai lời không nói hết được cha mẹ còn chờ chúng ta chỉ cần an toàn trở về là đủ hồ cửu cũng không thể một lời giải thích hết nhưng trong lòng anh đã nảy sinh nghi ngờ có lẽ anh đã bỏ qua phần quan trọng nào đó cần phải điều tra dung vị nghe tới cha mẹ thì cũng tỉnh táo đôi chút trợt. Hiếu thủ thắng gấp dừng xe lại. Kia, hiếu thủ nhìn phía trước, là Túc Trì. Ngoặc kép. Hồ cửu mở cửa xuống xe, gương mặt vẫn lạnh nhạt, phía sau có Túc Trì vừa đến. Chiếc xe đen phía trước cũng dừng lại, không phải một chiếc mà còn là vài chiếc xe đen cũng theo đó dùng lại. Hồ cửu một thân đơn bạc đứng đó, cảm giác không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Khôn hồn thì giao dung vị ra, mày có thể đi. Một tên mặc đồ đen, đeo kính đen quát lên cũng được gọi người trên xe xuống nếu không hồ cửu nhếch mép cười những tên áo đen từ trên xe tràn xuống cũng không muốn nhiều lời với hồ cửu bọn họ đã xác định giết chết những người ở đây thứ họ cần chỉ là dung vị dọẹt nhưng một đám người khác từ hai bên đường tràn lên nhanh chóng hạ gục những tên áo đen kia thủ thuật nhanh gọn dường như đã tập luyện hàng ngày đám người áo đen bị đánh úp bất ngờ Súng còn chưa kịp rút ra đã bị bọn người kia hạ đo ván. Điều lạ nhất là đám người này sau khi hạ gục đối phương thì lại quay về vị trí ban đầu, ẩn thân như chưa hề có gì xảy ra. "Đùa tôi sao?" Một người đàn ông ngồi trên xe thốt lên. "Người của chúng ta, có cần?" Tên vệ sĩ bên cạnh cúi đầu hỏi. "Đi thôi." Người đàn ông này bước ra khỏi xe. Trên tay ông ta là một cây gậy hình hổ, dáng vẻ bệ vệ đi đến trước xe, nhìn hồ cửu một lượt đánh giá ông ta tự tin bản thân có thanh thế tự thân đến cướp dung vị đã là may phước cho anh ta ai ngờ lại xuất hiện một tên cản đường lại còn bố trí mai phục chờ ông ta xem như có chút thú vị chàng trai trẻ cậu có lẽ không biết bản thân đang gặp ai gã đàn ông này tự đắc nói ông nói xem tại sao tôi lại cần biết ông hồ cửu dựa vào xe của mình cười nói như không có gì dung vị ở trong xe nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia cũng hơi khựng lại có hai lần ông ta đến tìm anh ta về công thức dược liệu bí mật kia, chỉ là thực sự anh ta không biết. Nhưng ông ta lại không tin, nghĩ rằng Dung vị không chịu nói ra. Đi, cản hồ cửu lại, ông ta không phải người dễ đụng vào. Dung vị tuy một thời gian bị hành hạ tính cách có chút bi quan chán nản. Có ganh tị, có không chấp nhận, có tâm riêng nhưng Dung vị cuối cùng cũng chỉ có một người anh em này là thật tâm với anh ta. Anh ta không nỡ Cậu Dung yên tâm, anh ấy sẽ xử lý tốt. Hữu thủ đã biết chuẩn bị của Hồ Cửu nên không hề lo lắng. Chiến thần thiết soái bao năm chinh chiến, chiến thuật điều quân khiển tướng cũng không phải dạng vừa. Mười người địch lại trăm người là chuyện có thể. Cậu không hiểu, không hiểu. Hắn ta, ngay khi Dung Vi còn đang lo sợ tột cùng thì một tiếng động làm mọi người chấn động. Dầm. chương 74, kẻ sau màn. Túc chỉ đứng phía sau xe bọn họ đã cầm hạ vài tên đánh lén, thậm chí còn có một đoàn người phía sau từ nhiều hướng tủa ra. Nhìn qua cũng biết đó là những người được huấn luyện rất chuyên nghiệp, bọn người kia cùng dung vị còn tưởng rằng kia là lính đánh thuê được thuê về. Chàng trai trẻ, xem như có thực lực. Tôi xem như lùi một bước, giao dung vị, cậu cùng đám người kia có thể về làm việc cho hồ gia ở phương Bắc. Ông ta nói xong, vẫn bộ dạng tự tin, nhắc tới hồ gia ông ta có sự tự tin cũng đúng thôi, dù sao hồ gia nổi tiếng như vậy, lại còn có người trong ban chính trị, ai mà không biết chứ. Hồ gia, Hồ Cửu suy nghĩ một chút. Cái tên Hồ gia không phải anh chưa nghe qua, mà cái họ này rất đặc biệt, hầu như rất ít người có họ này. Mà anh lúc đầu còn tưởng bản thân có quan hệ với họ, nhưng sau đó lại thấy chỉ là trùng hợp cũng không điều tra nữa. Gia tộc lớn dù là con rơi cũng sẽ không từ bỏ, vì bất cứ ai cũng có thể là nhân tài, dù không tài giỏi đi nữa cũng có thể hỗ trợ gia tộc nếu anh thực sự có quan hệ với hồ gia kia chắc cũng sẽ không lưu lạc nhiều năm như vậy nay lại nghe tới hồ gia hồ cửu lại cảm thấy một gia tộc lớn lại cần một dung vị nhỏ bé có lẽ anh đã bỏ qua gì đó rồi dù là gì thì hiện tại thứ anh cần là bảo vệ dung vị chuyện khác có thể điều tra sau sao thấy hợp lý chứ người đàn ông kia đắc ý vì thấy hồ cửu có mấy phần suy nghĩ thật tiếc hồ gia kia tôi không hứng thú hồ cửu cao ngạo nói chỉ là hôm nay Dung vị là tôi muốn bảo vệ, người của ông nên tránh ra đi. Tôi có thể vui vì người anh em tốt của tôi ra tù mà có thể tha cho đám người các ông một mạng. Anh dùng giọng điệu của lão ta để nói. Phải biết rằng chiến thần thiết soái không phải hư danh, có thể dẹp đám tiểu lâu la này là chuyện bình thường. Điều anh lo lắng chính là người thân bị ảnh hưởng, còn có người sau màn kia thế mà lại là gia tộc lớn. Tuy anh không sợ họ, nhưng nhân lực của gia tộc lớn không chỉ là đùa vui. Anh có thể không quan tâm, tuy nhiên cha mẹ dung vì còn có nhà vợ anh đó chính là bận tâm mà anh cần xây dựng lực lượng để không cần lo lắng cho họ nữa hừ tự cho mình là đúng đừng nghĩ có chút thực lực lại cho rằng một tay che trời người đàn ông hừ lạnh báo cho người chúng ta đi ông ta còn quay ra nói với vệ sĩ bên cạnh hắn ta gật đầu rồi định gọi ai đó đoàn tên bảo vệ còn chưa lấy điện thoại ra đã bị viên đạn xẹt qua làm bị thương cánh tay làm rơi điện thoại cậu muốn gì đưa ra giá đi gã đàn ông kia vẫn không nao núng ông ta cho rằng mình thuộc hồ gia dù là kẻ thù lớn cũng không giết ông ít nhất hồ gia sẽ huy động lực lượng mà truy giết không phải vì ông ta quan trọng mà là vì đó là quy tắc gia tộc lớn đều như vậy động vào người gia tộc của họ thì như là vả vào mặt họ rồi vì vậy gia tộc lớn với nhau tuy có sự cạnh tranh cũng có thù địch nhưng thứ họ đánh vào là kinh tế thị trường và địa bàn hoặc là nhân lực không gia tộc nào lại đánh giết khi gia tộc khác còn tài nguyên cả. Cá chết rách lưới họ cũng sẽ không được gì. Cái mạng của ông, Hồ Cửu lạnh nhạt nói. Ngông cuồng, Hồ Cửu cũng không cần nói gì mà quay lưng rời đi vào xe. Khi quay lưng anh đưa tay ra hiệu, cả đám người ào lên dọn dẹp tất cả mọi thứ. Túc chỉ bắn một phát vào người đàn ông kia, hành động không chút sư thưa. Cậu, những người kia, sao có thể, dung vị hơi ấp úng, anh ta không ngờ hồ cửu lại có thể làm được đến như vậy. Xem như là nhiều năm bôn ba, đầu quân cho thế giới ngầm, xem như là có chút thành tựu, vẫn cứu cậu được. Hồ cửu vỗ vai dung vị ý bảo anh ta yên tâm. Thế giới ngầm, cậu điên rồi, dù là ai đi nữa động vào hồ ra kết cục rất thảm. Rất thảm, dung vị dường như nhớ lại gì đó, có chút mất khống chế. Cậu bình tĩnh lại, dung vị, hồ cửu cảm thấy sự bất thường của anh ta, giữ chặt anh ta không sao, sau này chúng ta không còn là cá trên thất mặc người tùy ý làm gì làm. Thấy người anh em có biểu hiện như vậy lòng hồ cửu như bị ai bóp chặt. Đây là phải trải qua chuyện gì chứ? Chuyện gì đến mức thay đổi cả một con người? Về được là ổn rồi, hồ cửu còn nói thêm. Dung vị dần dần bình tĩnh lại. Tiếng ồn xung quanh diễn ra mất hơn 15 phút, túc chỉ cùng mọi người dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, gã đàn ông kia trên người toàn vết thương. Hừ, các người dám, Hồ ra bên kia, lão ta ngạc nhiên, không còn vẻ tự đắc nữa. Hồ ra gì đó, tới một người giết một người. Túc trì nhìn ông ta rồi nói: may, gã ta không thể nói thành lời. Túc trì kéo áo ông ta, sức lực khá lớn làm ông ta phải nhổm người dậy theo. Ông đừng nghĩ sẽ yên ổn mà chết. Túc trì vứt ông ta qua một bên. Cộc cộc. Túc trì gõ cửa kính xe của hồ cửu, gia hiệu đã dọn dẹp xong, hữu thủ cũng bắt đầu lái xe đi ngay khi xe đi đoạn xa thì tiếng nổ đồng loạt vang lên. Dầm, dầm, túc trì cho nổ tất cả các xe có tại hiện trường, người đàn ông kia còn hơi chút hơi tàn nhìn thấy màn này cũng cảm thán quá bá đạo rồi. Treo hắn ta lên đi, chỗ dễ thấy nhất là được. À lột sạch đồ hắn đi, túc trì ra lệnh cho cấp dưới. chương 75, lòng người khó dò. Gã đàn ông kia vừa nghe được mệnh lệnh của Túc Trì thì trợn tròn mắt, dường như trong vài giây gã ta quên cả đau các người. Nhưng lời nói còn chưa xong thì đã bị thuộc hạ của Túc Trì kéo lê đi thi hành mệnh lệnh, quả thực bọn họ thực hiện không sai, tên đã ông bị lột sạch không chừa chút gì, treo ngay chỗ dễ thấy, được giữ thoi thóp. Nhìn thành phẩm của mình, Túc Trì nhếch miệng cười, vẻ mặt có chút hài lòng. Đám thuộc hạ cảm giác lạnh sống lưng, thật sự không nhìn ra lão đại nhà mình lại có một mặt biến thái như vậy. Sau khi thông báo kết quả với hồ cửu, Túc Trì lập tức đưa người quay về căn cứ của bọn họ. Hồ Cửu bên này nhận tin cũng vô cùng hài lòng, anh nhìn Dung Vị một chút, tuy cảm giác mờ mịt nhưng dù sao tạm thời gác lại mọi nghi ngờ. Cậu đừng nghĩ nữa, chỉ cần có thể ra ngoài, mọi thứ tớ đã có chuẩn bị. Hồ Cửu nhìn anh ta nói. Cậu có biết bản thân đang đối đầu với ai không hả? Tôi ra nông nỗi này cũng do họ, cậu có bao nhiêu bản lĩnh mà làm thế? Dung Vị như muốn cảnh cáo Hồ Cửu, anh ta đã từng nếm trải qua sự đầy đọa khi ở trong trại giam, từng bị bọn người của họ đe dọa đủ kiểu. Thì sao, dung vị ngày trước ở đâu rồi? Anh như muốn làm tỉnh dậy con người nhiệt huyết lúc trước của người bạn này. Hậu quả của ngày trước là tôi ngồi tù suốt 5 năm, là tôi bị bọn họ hại tới mức không còn hình người. Vậy tôi cần gì đối đầu với họ, chẳng phải cứ lặng lẽ mà sống, không tốt sao? Dung vị chỉ thơ ơ nói, Hồ Cửu cảm thấy người bạn này của mình rất biết cách chọc giận người, anh đã tốn bao nhiêu công sức, vì ngày hôm nay mà đã làm ra bao nhiêu chuyện. Đổi lại thì sao chứ? Cuối cùng Dung vị đã trải qua chuyện gì? Hay có gì đó mà anh còn chưa biết? Cha mẹ cậu ở trong khu ổ chuột bị người ta ức hiếp. Cha nuôi đau ốm vẫn chống đỡ, mẹ nuôi dù bệnh cũng không dám chạy chữa. Mọi thứ tiết kiệm được đều dùng đi kêu oan cho cậu. Dung vị, cậu có thể không để mắt tới tôi, nhưng cha mẹ cậu thì sao? Những gì cậu chịu đựng bằng những gì họ đã chịu sao? hồ cửu nói xong thì lắc lắc đầu có vẻ như vô cùng tiếc nuối gì đó cha mẹ họ dung vị nghe thấy cha mẹ mình phải sống cực khổ như vậy thì chợt khựng lại cậu cứ tận mắt thấy họ đã hồ cửu cũng không muốn nhiều lời anh biết lúc này dùng lời lẽ tranh cãi không phải là cách hay ho gì vẫn nên để dung vị về nhà an toàn đã dù sao anh cũng muốn hoàn thành lời hứa với cha mẹ nuôi sau đó mọi chuyện cứ để dung vị quyết định hồ cửu cũng không muốn cưỡng ép anh cũng sẽ tạo được thế lực lớn hơn, đủ để bảo vệ những người mà anh quan tâm. Chuyện về dung vị, anh sẽ từ từ điều tra. Không gian im lặng đến đáng sợ, dung vị ngổn ngang cảm xúc, anh ta không biết phải làm sao. Nhưng ám ánh kinh khủng kia bám lấy anh ta, sao lại không hận? Hận thôi thì làm được gì? Đây, dung vị bất ngờ trước mắt mình là căn biệt thự vô cùng đắt đỏ, nhìn qua cũng biết đây là khu người giàu. Tuy ở trong tù nhưng anh ta luôn thu thập những thông tin bên ngoài, từng giờ từng phút dung vị luôn khao khát tự do, muốn tự do phải biết rõ thế giới ngoài kia. Nhà của cậu, hồ cửu ngắn gọn nói. Cha mẹ dung vị nghe tiếng xe thì vội vàng ra ngoài, họ không thể chờ đợi được, họ hy vọng đây là xe chở con trai họ về nhà. Cha, mẹ, dung vị nhìn thấy cha mẹ thì cảm xúc muốn vỡ hòa. Anh ta nhanh chóng bước ra ngoài, chạy nhanh đến ôm hai người. Lục thạc ở phía sau thấy cảnh này cũng cảm thấy vô cùng xót xa, ánh mắt ửng hồng ngôn tình ngược. Hồ Cửu vẻ mặt không biểu cảm gì nhiều, điềm tĩnh nhìn một màn trước mặt. Hữu thủ, nhanh chóng điều tra mọi thứ về dung vị cho tôi. Từ lúc trước cho tới hiện tại, dù là tin tức nhỏ tôi cũng muốn biết. Giọng nói lạnh băng khiến hữu thủ lạnh sóng lưng. Vâng, hữu thủ cúi đầu tuân lệnh. Bóng dáng của hoàng đàn xuất hiện, chạy về phía bên hồ cửu, bẻ mặt có chút căng thẳng. Có chuyện, anh nhận ra có chuyện gì đó mới khiến hoàng đàn biểu hiện như vậy có chút rắc rối, nhưng đã ổn. Hoàng đàn vừa nói vừa thở. Dung vị đáng giá với họ vậy sao? Hồ cửu hơi nhíu mày. Hoàng đàn nhanh chóng lên tiếng, thật ra anh Dung có giá trị với bọn họ vì tôi từng nghe nói, anh ấy có công thức một loại dược liệu có thể điều chế thành thuốc có khả năng giúp con người có thể cải lão hoàn đồng, thậm chí có sức khỏe phi thường. Nhưng cũng chỉ là nghe nói, một số gia tộc lớn săn tìm không phải là kho báu, cái họ cần chính là trường sinh. Hắn ta thành thật khai báo, sự việc cụ thể quả thực hắn không rõ ràng nhiều dung vị kia có thực sự có công thức điều chế hay không cũng là bí ẩn công thức dược liệu hồ cửu nhíu mày một chút cơ mặt giãn ra nụ cười nhếch lên một chút vẫn là bọn người hồ ra không rõ nhưng nhìn không giống có vẻ như lần này các gia tộc lớn hợp lực ra tay hoàng đàn hơi nhíu mày làm sao anh biết hiếu thủ tò mò hỏi thường thì mỗi gia tộc lớn sẽ nuôi dưỡng lực lượng riêng họ đều có đặc điểm riêng Hôm nay đám người kia đến rất lạ, hoàng đàn nói ra nghi vấn. Không ai bị sao là tốt rồi. Chờ yên ổn một chút, cũng tới lúc chúng ta phản công rồi. Hồ Cửu nhìn cha mẹ nuôi đang vui đến phát khóc, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 75.